chương 5100, nịnh bợ, trương Hàn Quân lại là một thiên tài. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp thôn nhỏ, trở thành đề tài người người trà dư tử hậu nói chuyện, cho dù triệu kiếm là thiên tài, người khác ngẫu nhiên mới nói tới một câu. Việc này càng làm triệu kiếm tức giận đến mức muốn giết người, nhưng bây giờ đi đối phó Lăng Hàn, Lý Vân là người đầu tiên không đáp ứng. Hắn chỉ có thể tạm thời nuốt tức giận vào bụng, cũng tự nhủ, tư chất của hắn cũng không kém, chỉ cần tiến vào võ quán cố gắng tu luyện, hắn vẫn có thể dẫm trương hàn quân dưới chân hắn và lăng hàn đều có thời gian một buổi tối chuẩn bị dạng sáng ngày thứ hai bọn họ đã đi theo lý vân vào thành bái vào võ quán cùng một đêm trong nhà tranh rách nát của lăng hàn có rất nhiều khách đến thăm tất cả mọi người không ngốc lăng hàn sau này tất nhiên sẽ thành đại nhân vật hiện tại không nịnh bợ sau này còn có cơ hội không hàn quân ta đã sớm nhìn ngươi không phải vật trong ao một ngày nào đó sẽ hóa phàm thành long đây gọi là ba năm không hot vừa hót tất kinh người. Đến, đây là quần áo liễu gì dệt cho ngươi, ngươi mang theo, qua một thời gian nữa, thời tiết sẽ chuyển lạnh. Những hàng xóm này ai cũng hỏi Hàn ân cần, hận không thể thu hắn làm con nuôi. Lang Hàn chỉ cười nhạt, nếu những người này sau này biết rõ, hắn căn bản không phải là Trương Hàn Quân, không biết vẻ mặt của bọn họ sẽ như thế nào. Nhưng một chút, nhưng một chút, lúc này, một trung niên khoảng 40 tách đám người ra, hắn còn lôi kéo một thiếu nữ, xem ra là nữ nhi của hắn, nếu không, nam nữ thủ thụ bất thân. Là Mã Vân tới, chật chật chật, sinh ra nữ nhi tốt, người xung quanh nhỏ giọng nghị luận, Mã Vân là kẻ nổi danh lười biếng trong thôn, nhưng chúc xấu mang tốt, hắn sinh nữ nhi mới 14 nhưng cũng đã trổ Mã thành mỹ nhân, tên thiếu niên nào trong thôn không nhớ thương. Trương Hàn Quân là một trong số đó, bao quát triệu kiếm thần hồn điên đảo với nàng, chính là viện viện trong lời hắn nói. Đi tới trước mặt Lăng Hàn, Mã Vân xoa xoa đôi bàn tay, nói. Hàn Quân, người tuổi tác cũng không nhỏ hơn nữa phụ mẫu ngươi đều mất hôm nay thúc làm chủ thay ngươi cho ngươi thành thân với viện viện trước biến trương hàn quân thành con rể nhà mình ngày sau không quản đối phương lên như diều gặp gió như thế nào hắn cũng dính chút hào quang hắn sẽ kiếm được chỗ tốt cho nên hắn lười thì lười nhưng không ngốc lang hàn nhìn sang nữ nhi của hắn nàng gầy như thế hiển nhiên rất ít được ăn chất béo thiếu nữ này cũng có mấy phần tú lệ đương nhiên đó là vì người trong thôn quá ít biến thành người cao trong đám người lùn. Người trong thành sẽ ghét bỏ nàng khí chất nông thôn quá nặng. Lăng Hàn cười một tiếng, nếu chính chủ thích cô gái này, hắn mượn thân phận của đối phương, như vậy cũng nên tốt với nhà đầu một chút. Hắn bưng gà quay, bánh gạo mà hàng xóm tặng đưa cho thiếu nữ. Ăn đi, hắn ôn nhu nói, thiếu nữ thẹn thùng, cũng không đưa tay đón, nhưng phụ thân nàng sẽ không khách khí, một tay tiếp nhận đồ ăn, chính mình ăn như hổ đói, sau đó gian dậy nữ nhi. Hàn quân tặng đồ cho người cứ lấy, đều là người một nhà người sợ cái gì nghe nói như thế thiếu nữ đỏ mặt nhưng dường như cũng rất đói nàng đưa tay cầm lấy một khối bánh gạo bắt đầu ăn ngụm nhỏ lăng hàn cũng không quan trọng dưới điều kiện tiên quyết không ảnh hưởng tới kế hoạch hắn không ngại trợ giúp những người này xem như làm chuyện tốt thay trương hàn quân mặc dù lăng hàn cũng không nhiệt tình nhưng trong lời của những người khác hắn sau này sẽ thành đại nhân vật sẽ có phản hồi các thôn dân bởi vậy tất cả mọi người đều hết sức hài lòng đêm dài cho nên cáo từ viện viện người hôm nay ngủ bên trong đi mã vân đi ra khỏi nhà tranh hắn quay đầu ngăn cản nữ nhi ở cửa thiếu nữ đỏ mặt nàng vô cùng ngượng ngùng nhưng lại không phản đối phụ thân chỉ cúi đầu cầu khẩn nếu mã vân đã nói như vậy hắn làm sao thay đổi chủ ý hắn thô lỗ đẩy nữ nhi vào phòng sau đó lật tay đóng cửa phòng lại dáng vẻ như ma cô hắc hắc chỉ cần trương hàn quân ngủ với nữ nhi của hắn gạo sống biến thành cơm chín hắn cũng có chỗ dựa vào Thiếu nữ chân tay luống cuống, nàng cúi đầu bắt lấy góc áo. Thiếu nữ tuổi dậy thì, thanh thuần u mê, đặc biệt mê người. Nhưng trong mắt lăng hàn, chúng sinh thiên hạ không khác nhau, nam nữ chỉ là hình thức khác của sinh mệnh mà thôi. Thiếu nữ này không khác gì con cừu non bên ngoài cả. Ngươi muốn luyện võ không? Lăng Hàn hỏi, thiếu nữ không nghĩ tới Lăng Hàn lại hỏi vấn đề này, sau khi sửng sốt một chút mới gật đầu. Muốn, ta dạy cho ngươi, Lăng Hàn cười nói, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi muốn hắn lên như diều gặp gió giúp đỡ mọi người không bằng dựa vào chính mình cố gắng lên như diều gặp gió thiếu nữ tò mò ta cũng có thể luyện võ sao luyện võ tiêu hao rất lớn cần tắm thuốc phối hợp nhà nghèo khó gánh nổi bình thường đều là trong nhà cho nam hải luyện võ nguyên nhân nữ hải tử sau này sẽ lập gia đình nếu đều là tát nước ra ngoài cần gì lãng phí tiền của lang hàn cười cười có thể hắn truyền một bộ công pháp cho thiếu nữ sau đó hái năng lượng thiên địa mà không phải thông qua phương thức thể tu để hoàn thành tu luyện thông mạch cảnh. Thiếu nữ chấn kinh, đây là công pháp trong truyền thuyết. Nghe nói, đây là vô thượng bảo điển chỉ có những lão gia trong thành mới biết, không nghĩ tới Trương Hàn Quân cũng có. Khó trách hắn thiên phú cao như vậy, Lăng Hàn cũng không sợ tiết lộ bí mật, ngược lại hắn có thể thoái thác ngẫu nhiên gặp được. Hắn muốn mau chóng nở rộ thiên phú của mình, như vậy mới có thể nhanh chóng tiến vào hạch tâm của Phật tộc, trộm vào chúng sinh trì, cho nên tu vi của hắn phải tăng lên như bay. Bởi vậy, truyền cho thiếu nữ một bộ công pháp chỉ là chút lòng thành. Hắn cũng bắt đầu ngủ, mà thiếu nữ suy nghĩ công pháp một hồi cũng mơ màng ngủ đi. Nhắc tới có ai không ngủ được, vậy khẳng định là triệu kiếm. Ban ngày thua Trương Hàn Quân, thậm chí ban đêm ngay cả nữ tử mình thích cũng ở trong túp lều của Trương Hàn Quân, ngẫm lại cũng biết Trương Hàn Quân cầm thú sẽ làm ra chuyện gì. Ta thể bất lưỡng lập với ngươi, hắn nằm trên mặt đất, sau đó nhìn ra ánh trăng bên ngoài, hung hăng siết chặt quả đấm. Một đêm trôi qua, Lang Hàn và Triệu Kiếm theo Lý Vân xuất phát. Lý Vân cũng không phải thánh nhân hoặc là tôn giả, hắn không thể mang theo hai người Lang Hàn xé mở không gian rời đi, cũng không có công cụ thay đi bộ, ba người nhất định phải trèo đèo lội suối tiến lên. Một ngày không thể tới thành, ban đêm còn phải ngủ trong núi lớn, nghe hổ gầm sói hú, từ đó Triệu Kiếm cùng Lý Vân cũng nơm nớp lo sợ. Chương năm thành Phúc Long, trong núi có hung thú, đây là việc ai cũng biết, mà Lý Vân cũng chỉ là khai khiếu cảnh, vạn nhất gặp được hung thú tầm bí cảnh thậm chí tiên đồ thì sao? Khi đó chỉ có một con đường chết, cho nên Lý Vân không dám hai người lăng Hàn đi thẳng, mà là vòng quanh núi lớn mà đi, sợ xâm nhập trong núi sẽ gặp hung thú cường đại, lúc đó có đi không về. Chuyện này cũng làm Lăng Hàn buồn bực, chỉ cần Lý Vân gan lớn một chút, hắn hoàn toàn có thể phóng thích khí tức để hung thú đi vòng qua. Ai, vậy thì từ từ sẽ đến, ban đêm ba người thay phiên gác đêm, Lăng Hàn phát hiện thời điểm đến phiên triệu kiếm gác đêm, hắn ba phen mấy bận lộ ra sát cơ, nhưng đối phương trung quy chỉ là thiếu niên 14-15 tuổi, hắn không cách nào hạ quyết tâm, bởi vậy, hắn cũng không xuất thủ. Lăng Hàn cũng không đặt trong lòng, chỉ coi như không nhìn thấy. Sau khi đi 9 ngày, bọn họ đã ra khỏi núi lớn, phía trước xuất hiện một tòa thành rộng lớn. Đây chính là thành Phúc Long sao? Triệu kiếm thì thào tự nói, thành này dài hơn trăm dặm, kiến trúc nguy nga vượt qua trăm trượng, đối với thiếu niên nông thôn mà nói, đây là hình ảnh rung động không gì sánh bằng. Lý Vân xem thường, đúng là nông dân nha, đây chỉ là ngoài thành, nếu ngươi tiến vào thành, nhìn thấy kim bích huy hoàng vô tận, chẳng phải ngươi sẽ rớt cả con mắt ra ngoài. Nhưng vì cái gì chỉ có một người giật mình, hắn nhìn về phía lăng hàn, hắn cảm thấy thiếu niên này thật sự vô cùng bình tĩnh, giống như sớm nhìn quen mắt. Định lực tốt, tâm tính tốt, Lý Vân lập tức xem trọng lăng hàn xem mấy phần, đồng thời mới tới, lăng hàn biểu hiện tỉnh táo như vậy, xem ra đã phân ra cao thấp hắn càng thêm xác định phán đoán của mình, tương lai Lăng Hàn sẽ sáng hơn Lý Vân. Nhất định phải ôm bắp đùi này thật tốt, tương lai sẽ đạt được chỗ tốt. Ba người xuất phát đi vào trong thành, thành Phúc Long có thành cấm, nếu không có hộ tịch, như vậy chỉ có thể cầm chứng nhận lâm thời, ở lại ba ngày, năm ngày, mười ngày không giống nhau, quyết định bởi chứng nhận tạm thời và mục đích vào thành. Quá hạn không ra khỏi thành chính là trọng tội, bắt được sẽ xử phạt nghiêm khắc. Giống Lăng Hàn cùng Triệu Kiếm, đầu tiên phải làm chứng nhận tạm thời ban ngày chờ thông qua võ quán kiểm tra sẽ đổi thành chứng nhận lâu dài thậm chí cầm chứng nhận hộ tịch cầm được hộ tịch khi đó người chính là người thành phố đặt ở trong thôn cũng đủ làm dạng dỡ tổ tông có tiền đồ lý vân làm chứng nhận cho bọn họ sau đó ba người vào thành trên đường đi triệu kiếm không ngừng hô to và khiếp sợ trong thành có nhiều thứ làm hắn mở rộng mắt giới nhất là thời điểm đi qua thanh lâu những cô nương ăn mặc hở han mời chào triệu kiếm là thiếu niên vừa khai khiếu mắc cỡ hắn suýt phun máu tươi ra ngoài. Vào lúc này, người ái mộ trong suy nghĩ của thiếu niên cũng tan thành mây khói. Đây chỉ là tình đầu thiếu niên u mê, cũng không phải khắc cốt minh tâm, hiện tại nhận sung kích lớn sẽ tan rã. Thì ra trên đời còn có nhiều tiểu thư tiểu tỷ xinh đẹp như vậy, thì ra nữ nhân cũng có thể xinh đẹp mê người như thế. Hắn lưu luyến không rời, bước chân cũng chậm lại, Lý Vân cười một tiếng, lôi kéo thiếu niên rời đi. Hắn biết rõ, chỉ cần thiếu niên này cố gắng tu luyện, tương lai đừng nói nữ tử hoa bướm nát kia cho dù là danh môn khuê tú cũng lấy được rất nhanh ba người đi tới võ quán thật lớn triệu kiếm tốt lên chỉ tường vây cũng đã lớn hơn cả thôn của hắn mặt tường quét vôi không dính bụi trần hắn sợ hãi thán phục thế gian có nơi sạch sẽ như thế có lý vân dẫn đầu ba người tiến vào võ quán trước tiên thu xếp tốt cho lăng hàn cùng triệu kiếm lý vân đi phục mệnh trong vòng ba ngày sẽ tiến hành kiểm tra lần thứ hai cho lăng hàn cùng triệu kiếm để tránh lý vân thu chỗ tốt trợ giúp gian lận. Chỉ hai ngày sau đó, hai người đã bị mang đi kiểm tra một lần, trong hai ngày này, triệu kiếm không dám ra khỏi cửa vì sợ phá hại quy củ, bị đá về trong thôn. Vừa mới thấy phồn vinh chân chính, hắn không nguyện ý quay về nông thôn nghèo khổ. Hôm nay tiến hành kiểm tra cũng không chỉ lăng hàn cùng triệu kiếm, còn có bảy thiếu niên khác, tự nhiên cũng mang từ trong thôn tới, mỗi người đều cẩn thận, không dám thở mạnh. Không cần khẩn trương, chỉ cần các ngươi có thể thông qua kiểm tra các ngươi là đệ tử võ quán một người nam tử trung niên đi ra hắn cười nói với các thiếu niên các thiếu niên cũng bình tĩnh lại sau đó kiểm tra lại bắt đầu nguyên nhân biết rõ có kiểm tra lần nữa người thu nhận thiếu niên cũng không dám động tay chân cho nên kết quả khảo nghiệm mỗi người đều giống lần thứ nhất trừ lăng hàn lý vân nhìn xem hắn luôn có một loại cảm giác giống như ánh sáng không giống ảo giác nhất định là ảo giác làm sao có thể không giống chứ ha ha, chính mình thật ngốc. Trong 9 người kiểm tra, lấy lăng hàn tư chất cao nhất, mà triệu kiếm thứ hai những người khác thì kém xa, không có người nào ất cấp. Bởi vậy, lăng hàn và triệu kiếm đều đạt được đãi ngộ cực tốt, phân đến một gian tiểu viện độc lập, hơn nữa, mỗi 3 ngày có thể đạt được một bao vật liệu tắm thuốc. Lại qua mấy ngày sau, công tác chiêu sinh của võ quán kết thúc. Lần này tuyển được 27 người, trong đó chỉ có 3 nữ nhân, có thể thấy được thế giới này rất trọng nam khinh nữ. Lúc này, 27 người đều bị mang đi tầng hầm, chỗ đó có một cái suối hóa thành một cái ao lớn, bên trong có nhiệt khí bốc lên. Đây là địa viêm tuyền, có tác dụng khơi thông kinh mạch, cực kỳ lợi ích tăng lên thể phách. Một tên huấn luyện viên võ quán nói, các ngươi chỉ có một cơ hội như vậy, tiến vào ao phải hấp thu chỗ tốt. Thời gian không hạn, nhưng sau khi đi ra thì không thể tiến vào. Nguyên nhân sau khi đi ra, đi vào sẽ không chiếm được chỗ tốt. Theo ghi chép dài nhất, có người ở bên trong một ngày rưỡi. Ha ha, không biết trong các người có ai phá vỡ ghi chép hay không xuống nước đi hắn phất phất tay bên cạnh còn có một tên huấn luyện viên hắn cười nói người rót thuốc mê cho đám tiểu quỷ hay sao phải biết người nắm giữ kỷ lục hiện tại là một trong bốn chiến thần kim cương của phật tộc hắc hắc cho đám tiểu quỷ mục tiêu mới có động lực nha tên huấn luyện viên thứ nhất cười nói các thiếu niên đều là trẻ tuổi nóng tính không ai phục ai lập tức nổi lên tâm tranh cường háo thắng nhao nhao đi vào bên trong suối nước nóng không phải ngâm nước nóng hay sao, đừng nói một ngày rưỡi, cho dù ngâm 10 ngày thì có gì. Chẳng qua khi bọn họ bước vào đã suýt nhảy ra ngoài. Má ơi, quá nóng, đây là đốt bọn họ sao? T, bọn họ thế mới biết, vì cái gì kỷ lục dài nhất là một ngày rưỡi, đây không phải là nơi lưu người. Trường 5102, thực linh thể, nhưng tất cả mọi người nghe rất rõ ràng, lưu ở nơi này càng dài, lấy được chỗ tốt càng nhiều, cho nên, mỗi người đều cắn răng chống đỡ. Đương nhiên, Lăng Hàn bình chân như vậy, đường đường chiến lực thánh nhân cao dai, hắn đặt chút việc nhỏ này trong lòng hay sao? Hắn chỉ tĩnh tỏa, đây là một cơ hội rất tốt, vừa vặn làm hắn hiển lộ tài năng, bị võ quán coi trọng, từ đó có thể tiến vào tầm mắt Phật tộc. Bằng không hắn phải quật khởi từng bước, lại bị Phật tộc nhìn chúng, khi đó cần thời gian bao lâu. Hắn cũng không có quá nhiều thời gian, cho nên, mặc dù quật khởi quá nhanh tất nhiên sẽ có phong hiểm, nhưng Lăng Hàn sẽ không quan tâm tới. Qua nửa giờ đã có người gánh không được, kêu thảm bò ra ngoài. Sớm có người võ quán canh giữ ở một bên, lập tức mang người này ra ngoài trị liệu. Đạt được lợi ích nhưng cũng bị nước nóng làm tổn thương. Trên thực tế, đây là phương thức dùng tiềm lực gia tăng thể phách, cũng đã thông đại đạo cho ngày sau. Cho nên, thời gian lưu lại dài ngắn cũng không phải quyết định bởi tư chất cao thấp, mà là ý chí bền bỉ. Qua 2 giờ sau, trong hồ cũng chỉ còn lại 9 tên thiếu niên. 3 giờ sau, còn 7 người, 5 giờ sau, thừa 6 tên 6 tiếng sau, cũng chỉ thừa Lăng Hàn và Triệu Kiếm. Triệu Kiếm trừ đầu ra, toàn thân đều ngâm vào trong nước, diện tích tiếp xúc nước ao càng nhiều, đạt được chỗ tốt cũng càng lớn, nếu không phải phải thở, hắn sẽ vùi đầu vào trong nước. Nhưng chịu khổ 6 giờ, toàn thân hắn đang run rẩy, bắp thịt trên mặt cũng run rẩy. Hắn không chịu nổi, nhưng ý chí cường đại đang ủng hộ hắn, đó chính là Lăng Hàn cách đó không xa. Hắn không thể thua, thua ai cũng được nhưng tuyệt không thể thua Lăng Hàn chỉ bằng ý chí này chống đỡ, hắn đang cố chịu đựng. 8 giờ, 10 giờ, 14 giờ, sau đó là 20 giờ, rất nhiều người trong võ quán bị kinh động và chạy tới xem. Wow, 20 giờ, trừ vị đại nhân kia ra, không có người nào kiên trì được một ngày, chẳng lẽ sắp xuất hiện hai kỳ tích. Ân, không cách nào so với đại nhân kia, nhưng có thể kiên trì đến một ngày, đây là việc kinh người. Mọi người dì tai thì thầm, khe khẽ bàn luận, triệu kiếm mới biết, chính mình lấy được thành tích như thế nào thành tích vô cùng kinh người nhưng hắn sẽ thua trương hàn quân sao chịu đựng nhất định phải chịu đựng một giờ lại một giờ cuối cùng một ngày một đêm đi qua triệu kiếm còn kiên trì lăng hàn cũng hơi kinh ngạc việc này đã sớm vượt qua cực hạn của đối phương nhưng tín niệm không chịu thua trèo trống thiếu niên này vẫn còn chống đỡ thật không dễ dàng nhưng kiên trì cũng có cực hạn ý chí cũng không thể xem như ăn cơm một ngày qua đi triệu kiếm hôn mê trước khi hôn mê hắn còn nhìn lăng hàn ánh mắt của hắn mang theo ai oán. Tại sao ngươi không ngã? Mọi người ba chân bốn cẳng tranh thủ mang triệu kiếm ra ngoài. Hiện tại, chỉ còn lại một mình lăng hàn. Một ngày ba giờ, một ngày năm giờ, một ngày tám giờ. Lần này, ngay cả quán chủ võ quán cũng chạy tới, chẳng lẽ sắp phá ghi chép của vị đại nhân kia. Một ngày mười một giờ. Trời à, chỉ có một giờ, hắn có thể đuổi kịp đại nhân kia. T, vị đại nhân kia đã tu thành giáo chủ. Tất cả mọi người chấn kinh đến mức ra đầu tê dại, dù Lăng Hàn hiện tại chống đỡ hết nổi rời đi, hắn cũng vô hạn tiếp cận vị đại nhân kia, tiền đồ vô lượng. Lại một giờ qua đi, đuổi kịp, mọi người đều trợn mắt hốc ngồm, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Mấu chốt là, Lăng Hàn còn đang ở trong hồ, hắn không muốn đi ra. Trời ạ, à, gia hỏa này này sắp tạo ra kỳ tích. Tâm niệm Lăng Hàn vừa động, khí thế của hắn tăng vọt. Với hắn mà nói, đây là tăng lên không có ý nghĩa nhưng đối với hắn biểu hiện ra thực lực thông mạch cảnh mà nói, hắn đang tiến bộ cực nhanh. Hoán huyết cảnh, ngóa, ông trời ơi, đột phá, mọi người ôm đầu kinh hô, từng người như gặp phải quỷ. Người khác kiên trì đau khổ trong hồ nước, lăng hàn thì sao? Trực tiếp tăng lên một cảnh giới, có biến thái như vậy sao? T, ta nghe nói, có một loại thể chất có thể hấp thu các loại năng lượng, chuyển hóa thành bí lực của bản thân. Ta cũng đã được nghe nói, gọi là thực linh thể. Ở trước hóa linh cảnh, chỉ cần có đầy đủ năng lượng chống đỡ, loại thể chất này căn bản không có bình cảnh tu luyện, có thể tăng tu vi trong thời gian ngắn. Đúng vậy, nếu không phải bắt đầu từ hóa linh cảnh còn phải lĩnh hội quy tắc, bằng không thể chất này có thể bạo tăng lên đại đế. Có người đoán mò, dẫn tới những người khác nhau nhau hưởng ứng, còn nói có sách mách có chứng. Lăng Hàn nghe xong, các người nghĩ kỹ lý do giúp ta như vậy, ta cần che giấu làm gì. Tới đi, hắn hấp thu năng lượng trong hồ nước, từ đó cũng chuyển hóa thành tu vi, nhưng không quan trọng, hắn chỉ lấy ra tiêu chuẩn phù hợp thực linh thể mà thôi a à, ta có thể cảm giác rõ ràng năng lượng đang lấy hắn làm hạch tâm đang không ngừng hội tụ tới chỗ của hắn vì cái gì trước đó không có cảm ứng được đơn trước đó hắn là thông mạch cảnh hiện tại hắn đã là hoán huyết cảnh cường độ năng lượng phun trào tăng lên a à, cũng đúng những người này tìm ra nguyên nhân hoàn toàn không cần lăng hàn tiến hành giải thích rất tốt vậy thì tiếp tục lăng hàn khống chế một chút tu vi liên tục tăng cao huyết khí như sôi huyết khí ngưng trụ huyết khí ngưng thú huyết khí ngưng đế oanh trên thân lăng hàn sinh ra ba động rất mạnh hắn tiến thêm một bước bước vào cực cốt cảnh cái này mọi người không ngừng hâm mộ thể chất như vậy quá trâu chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện có thể hoàn toàn không nhìn bình chướng tu vi một đường bạo tăng tới chân ngã đỉnh phong hư tu vi tăng lên quá nhanh không cảm giác cảnh giới đầy đủ cho dù trong thời gian ngắn đột phá chân ngã cảnh đỉnh phong nhưng muốn tiếp tục tiến lên một bước sẽ khó như lên trời. Luôn có người ghen ghét, nói ra lời châm chọc, hắc hắc, nếu có thể giúp ta đạt tới chân ngã cảnh, dù đời này không tiến thêm một bước, ta cũng nguyện ý. Ân, lời này được rất nhiều người tán đồng, nhao nhao gật đầu, phải biết người mạnh nhất thành Phúc Long chỉ là chân ngã cảnh. Đối với bọn họ mà nói, không cần tốn nhiều sức có thể trở thành cường giả đứng đầu, còn có gì không hài lòng. lang Hàn vẫn còn tiếp tục diễn ra kỳ tích, khi tiến vào ao ngày thứ 9, hắn thành công đột phá minh văn cảnh, sau đó thẳng đến khai khiếu, cuối cùng hắn ngừng lại. Không có cách, năng lượng trong hồ đã hết, Lăng Hàn cũng không thể đột phá vô căn cứ nha. chương năm 103, ta muốn đi ngủ. Lăng Hàn lưu luyến không rời, hắn bước ra khỏi hồ. Hắn muốn một hơi sông lên tiên đồ, như thế, hắn có thể tiến vào tầm mắt cao tầng Phật tộc, lấy được tư cách tiến vào chúng sinh trì. Hiện tại nha, hắn phải chờ đợi, nhưng đám người dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn, đồng thời cũng có thật nhiều người đố kỵ. Chính mình tân tân khổ khổ, thậm chí bốc lên nguy hiểm tính mạng đi di tích cổ thám hiểm mới tu tới khai khiếu, tầm bí cảnh, kết quả thì sao, người ta chỉ cần thôn vệ năng lượng, có thể một đường hát vang tiến mạnh đuổi ngang chính mình, thậm chí vượt qua. Có người nào cam tâm, tốt tốt tốt, quán chủ tươi cười, nhanh vững chắc cảnh giới, mặc dù thể chất người kinh người, nhưng cũng nên để mắt tu vi võ đạo. Vâng, Lăng Hàn gật đầu, nguyên nhân do sông lên khai khiếu cảnh, đãi ngộ của hắn tăng lên rất lớn chẳng những đổi nơi ở rộng hơn hơn nữa còn cho phép nắm giữ tôi tớ sau khi triệu kiếm biết được hắn trực tiếp ném vỡ ba cái chén hắn liều sống liều chết ăn nhiều vị đắng như vậy chỉ vì không cam tâm thua lăng hàn ai biết lăng hàn căn bản không phải so ý chí cứng cỏi với hắn mà thuần túy là thể chất đặc thù có thể thôn vệ năng lượng hắn làm sao chịu phục thế nhưng mà hắn hiện tại chỉ là hoán huyết cảnh mà lăng hàn lại là cao thủ khai khiếu cảnh nếu hắn gây sự với lăng hàn ha ha chỉ bị đánh mà thôi hơn nữa hắn cũng bởi vì quan hệ với lăng hàn nên giữ vững suốt một ngày hắn không so sánh với đại nhân thành tựu giáo chủ nhưng cũng đứng thứ ba trong võ quán hắn lại có tư chất giáp cấp chỉ cần cho hắn thời gian tương lai hắn sẽ bước vào hóa linh cảnh ta hiện tại không bằng ngươi nhưng tương lai nhất định sẽ vượt qua ngươi triệu kiếm âm thầm nói hắn hiện tại không có khả năng so tiến cảnh với lăng hàn người ta có thực linh thể tu vi trước hóa linh cảnh sẽ không có bình cảnh, so như thế nào. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc, lăng hàn tiến cảnh nhanh như thế, khẳng định sẽ bị kẹt ở chân ngã đỉnh phong, nguyên nhân thiên địa công bằng. Trước đó tiến cảnh của người bao nhanh, người sẽ kẹt ở chân ngã đỉnh phong bao lâu. Lăng hàn thành đại danh nhân của võ quán, tin tức truyền ra, thậm chí ngay cả thành chủ đại nhân cũng bị kinh động, mặc dù không có triệu kiến lăng hàn đi qua gặp mặt một lần, hắn cũng phái lão quản ra tới đàm luận với lăng hàn. Tóm lại, mọi người đều biết, Phó quán chiêu thu một tên thiên tài nắm giữ thực linh thể, tiền đồ vô lượng. Lăng Hàn sẽ không đặt trong lòng, hắn cũng không phải tới đây trang bức. Có thực linh thể yểm hộ, tu vi hắn tiến nhanh cũng giải thích hợp lý, ta kiếm tài nguyên tu luyện thôi. Bành bành bành, cửa sân bị gõ vang, hạ nhân lập tức đi xem, không lâu lắm, hắn dẫn một người trẻ tuổi đi vào. Nam tử này khoảng 18-19 tuổi, nhưng tu vi còn cao hơn Lăng Hàn, hắn đã bước vào tiên đồ, mặc dù chỉ vừa mới chúc nhân cơ ta tên là trúc dương châu quán chủ võ quán là phụ thân ta nam tử trẻ tuổi nói chuyện mang theo cao ngạo trước mặt lăng hàn hắn vẫn là đệ nhất thiên tài của võ quán bây giờ lại thua thể chất của lăng hàn trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu nhưng mà vì duy trì độ lượng của đại sư huynh hắn vẫn đích thân tới một chuyến nha lăng hàn gật đầu a à, người cứ như vậy không biểu thị gì sao trúc dương châu sướng sờ sau đó lộ ra vẻ mặt bất mãn hắn vốn khó chịu hiện tại Lăng Hàn làm ra thái độ trong mắt không người, tự nhiên hắn càng không vui. Ta vào bốn tháng trước đặt chân tiên đồ, hắn từ tốn nói, trong lời nói có hương vị trang bức. Lợi hại, tiên đồ đấy, mặc cho người đạt tới tầm bí cảnh nhanh cỡ nào, chỉ ngưỡng cửa tiên đồ đã ngăn cản 99% người ở bên ngoài. Người có thể thành tiên hiếm như lông phượng sừng lân, Lăng Hàn chỉ a một tiếng, chúc mừng, khốn kiếp, người nói chúc mừng thì chúc mừng, còn mang theo khẩu khí nghi vấn là có ý gì. Đột nhiên Trúc Dương Châu có xúc động đánh người, mặc dù Lăng Hàn cũng không có nửa câu khiêu khích, cũng không có mở miệng khát người, thậm chí thần thái cũng không phải rất phách lối, vì cái gì hắn lại không thoải mái. Nếu như đại hắc cầu ở đây, nó sẽ vỗ vai ra hỏa này và tỏ vẻ đã hiểu, dù sao Lăng Hàn tranh chua học từ nó, bất chi bất giác làm người ta giận điên người mới là cảnh giới tối cao. Trương Sư Đệ, mặc dù ngươi thể chất kinh người, nhưng ngươi phải biết võ đạo rất dài, thời điểm nên khiêm tốn phải học khiêm tốn. Hắn cảnh cáo, được rồi, Lăng Hàn biết nghe lời phải, hắn cũng không phải đến gây sự, chỉ cần có thể tiến vào chúng sinh trì, hắn sẽ lập tức trở về. Lại nói, giẫm một chút nhân cơ nho nhỏ, hắn có cảm giác thành tựu hay sao? Trúc Dương Châu sững sờ, Lăng Hàn phản ứng như vậy, hắn có tức giận cũng không thể phát tác. Đối phương biết nghe lời phải, vì cái gì lại làm hắn cảm thấy khó chịu. Người tự giải quyết cho tốt, cũng phải chú ý chừng mực, thứ không thuộc về ngươi, tuyệt đối không nên nổi lòng tham, Hắn để lại một câu nói, sau đó rời đi. Đây là cảnh cáo sao? lang Hàn chỉ cười một tiếng, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Trúc Dương Châu chân trước vừa rời đi, chân sau đã có người tới. Cộc cộc cộc, cửa sân gõ vang, hạ nhân ra ngoài xem xét, sau đó lại dẫn một người trở về. Đây cũng không phải là nam nhân, mà là một nữ tử, phi thường trẻ tuổi, cũng đặc biệt xinh đẹp, càng có khí chất của người ở địa vị cao lâu dài. Ta là Nhan Nghiên, nữ tử này tự giới thiệu mình. Ồ, lăng hàn vẫn biểu lộ thản nhiên hắn nào biết được nhan nghiên là ai quân thiếu nhan tiểu chính là ái nữ của thành chủ hạ nhân vội vàng giới thiệu bổ sung với lăng hàn ái nữ thành chủ thân phận này quá cao quý vạn nhất lăng hàn đắc tội nhan nghiên hắn làm hạ nhân của lăng hàn vậy khẳng định sẽ bị liên lụy cho nên hắn lập tức nhắc nhở lăng hàn lăng hàn không có động dung hiện tại phật tộc có thể áp chế hắn cũng chỉ có a hàm phật mà thôi đại đế không xuất hiện Phật tộc lại không có chuẩn đế, hắn cần đặt đối phương trong lòng hay sao? Dạng bình tĩnh như vậy càng được nhan nhiên coi trọng mấy phần, nàng làm ái nữ thành chủ, bình thường không biết bị bao nhiêu nam nhân lấy lòng cùng theo đuổi, thời gian lâu, nàng tự nhiên cũng sinh ra tâm phiền chán. Lăng hàn lãnh lãnh đạm đạm làm nàng sinh ra cảm giác mới mẻ, càng có xúc động làm đối phương quỳ dưới gấu quần của mình. Dù sao, trừ thân phận ái nữ thành chủ không nói, bản thân nàng cũng là một mỹ nữ xuất sắc. Trương sư đệ, ngày mai ta vào rừng săn thú, người có bằng lòng theo trợ giúp ta hay không? Nàng phát ra lời mời lăng hàn, lòng tin nàng tràn đầy, với thân phận của nàng, dựa vào dung nhan, chỉ cần phát ra lời mời, bảo đảm mỗi nam nhân đều sẽ lao tới. Không muốn, lăng hàn lập tức trả lời, nhan nhiên kém chút thổ huyết, có kẻ trả lời như vậy. Gia hỏa này, nàng còn ôm tâm may mắn, nói, trương sư để có an bài khác sao, ân, ta muốn đi ngủ, trương 5104, thay đổi chủ ý ta muốn đi ngủ, nhan nghiên trợn mắt há hốc mồm. Đầu tiên, nàng căn bản không có chuẩn bị nghe lăng hàn cự tuyệt, thứ hai, lý do cự tuyệt càng tùy ý. Người buồn ngủ, người ngủ ngon lắm, ai không cho người ngủ, người ngủ đêm không đủ, còn muốn ngủ ngày. Gia hỏa này muốn dựa vào thực linh thể, cho nên vô tâm tu luyện, ngược lại chỉ cần hấp thu năng lượng là có thể đột phá. Nếu như vậy, người này tiền đồ không nhiều, lòng dạ, cách cục cũng quá nhỏ. Nhưng nhan nghiên vẫn còn có chút không cam lòng, nàng chính là đệ nhất mỹ nhân của thành Phúc Long, thế mà bị người ta cự tuyệt, nàng không tức hay sao? Hơn nữa, nàng có thể khẳng định, Lăng Hàn tuyệt đối không phải lấy lui làm tiến, cố ý cự tuyệt treo khẩu vị của mình tâm tình thản nhiên như thế là sự thật. Không được, tính tình đại tiểu thư của nàng bộc phát, lập tức nói. Ta xưa nay không tiếp nhận cự tuyệt, buổi sáng ngày mai ta sẽ tới đôn ngươi. Dứt lời, nàng quay người rời đi, Lăng Hàn gãi gãi đầu, hắn có vẻ không hiểu, ngươi là người nào. Được rồi, trở về đi ngủ. Cảnh giới của hắn không cần tu luyện, hạt giống thánh hỏa cần lượng lớn năng lượng mới có thể nảy mầm, cho nên hắn cần làm chính là tiến vào chúng sinh trì. Nhưng hắn nằm ngủ không bao lâu đã bị người đánh thức. Lại là Trúc Dương Châu, ta nhớ được đã cảnh cáo ngươi, thứ không thuộc về ngươi, tuyệt đối không nên ôm lấy huyễn tưởng. Người này xuất hiện trước mặt Lăng Hàn lần nữa, trên mặt mang theo thần thái giận dữ. Có ý gì, Lăng Hàn thông minh cỡ nào, chỉ hơi suy nghĩ là hiểu là bởi vì nhan nhiên ân nhan nhiên dáng dấp không tệ hơn nữa còn là ái nữ thành chủ cho nên cưới được nàng tuyệt đối có thể ít phấn đấu vài trăm năm thế nhưng mà trúc dương châu lại đột nhiên xuất hiện khẳng định có người báo tin tức lang hàn vì hoàn toàn che giấu thân phận chính mình căn bản không có thả ra ý thức cường đại bao phủ tòa thành cực kỳ giống một khai khiếu cảnh nếu không thành thị lớn như thế cho dù chuyện gì phát sinh chỉ cần hắn nguyện ý cũng có thể thu hết vào tầm mắt nghe nhan nhiên không phải là người mà ngươi có thể hy vọng xa vời, cho nên, ngày mai ngươi từ chối nàng. Bằng không thì hừ, Trúc Dương Châu nói, trên mặt mang theo sát khí, nhan nhiên là hắn độc chiếm, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào nhúng chàm. Nhưng hắn là thiếu quán chủ võ quán, tôi tới nơi này đương nhiên đều là người của hắn, biết rõ vị thiếu chủ này để bụng nhan nhiên đến cỡ nào, cho nên, nhan nhiên chân trước vừa đi, hạ nhân nơi này chân sau đã đi tìm Trúc Dương Châu mặc dù trúc dương châu không cho rằng nhan nhiên sẽ động tâm với tiểu tử nông thôn nhưng cho dù là hiếu kỳ cũng làm hắn tức giận nguyên nhân hắn nhất định phải cưới nhan nhiên không cho phép xuất hiện một tia ngoài ý muốn lăng hàn cười nói ta chưa lập gia đình nàng chưa gả trúc sư huynh quản quá rộng người có thể thử một chút trúc dương châu tràn ngập uy hiếp nói với lăng hàn đừng quên đây chính là địa bàn của ta nếu ngươi dám không nghe lời ta ngươi chẳng những sẽ nửa bước khó đi thậm chí còn có khả năng gặp chuyện ngoài ý muốn Lăng Hàn lắc đầu, ta biết, tất cả võ quán trong thiên hạ là tài sản của Phật tộc, phụ thân ngươi chỉ chấp trưởng thay mà thôi, lúc nào thành tài sản của nhà ngươi. Nếu không, chúng ta đi phủ thành chủ phân xử, Trúc Dương Châu càng tức giận, hận không thể một tay đánh chết Lăng Hàn. Nhưng mà đánh chết nhà quê này dễ dàng, kẻ này là thực linh thể, đó là người thành chủ đại nhân rất chú ý, nếu dạng thiên tài này đột nhiên mất tích, đoán chừng võ quán sẽ không giấu được, tất nhiên sẽ có người của phủ thành chủ tham gia điều tra. Đến lúc đó, hắn là con của quán chủ thì thế nào mưu sát thiên tài võ quán đây chính là trọng tội cho nên hắn áp chế sát cơ xuống trương hàn quân ta nhắc lại ngươi một câu không nên tự tìm đường chết nói xong hắn quay người rời đi Lăng hàn nhún vai người này là kẻ ngu xuẩn sao hắn đã rõ ràng cự tuyệt nhan nhiên thế mà còn chạy tới uy hiếp hắn thật không biết đầu óc hắn thế nào a à, cho rằng mình cố ý treo khẩu vị nhan nhiên hắn có rảnh rỗi như vậy sao một đêm đi qua sáng sớm ngày thứ hai, bành bành bành, Lăng Hàn đã nghe tiếng đập cửa rất lớn. Ai vậy, thế mà quấy giày hắn nghỉ ngơi, Lăng Hàn vẫn chưa rời giường, hắn nhìn thấy nữ tử hùng hổ chạy vào. Người còn đang ngủ, thiếu nữ này quát nói, gương mặt xinh đẹp mang theo bất mãn. Đương nhiên là nhan nghiên nhan đại tiểu thư, không phải nói với ngươi, ta muốn đi ngủ sao. Lăng Hàn bất đắc dĩ nói, thiếu nữ này thật ngang ngược, lại dám xông vào phòng ngủ nam tử. Không được, ngươi đứng lên cho ta nhan nghiên trách mắng tính tiểu thư đã phát tác nghiên muội trương sư đệ những ngày qua vẫn tu luyện hắn thật sự mệt mỏi ngươi nên cho hắn nghỉ ngơi thật tốt vi huynh không có việc gì đi săn cùng ngươi có được không giọng nói của trúc dương châu vang lên nhan nghiên lại không để ý tới chỉ nhìn chằm chằm vào lăng hàn trên giường ngươi có dậy hay không nàng rốt roi bên hông ra trên mặt mang theo hàn ý nếu không có câu nói của trúc dương châu lăng hàn khẳng định sẽ ngủ tiếp nếu đối phương nói vậy hắn sẽ làm mất mặt đối phương hắn muốn tiếp tục ngủ chẳng phải sẽ thừa nhận sợ trúc dương châu khục bỗng nhiên hắn ngồi dậy ta đột nhiên thay đổi chủ ý đi đi săn đi a à, nhan nghiên dùng hai tay che mắt sau khi rít lên liền chạy ra ngoài lưu manh ngươi không có mặc quần áo cũng không phải không có mặc quần lang hàn lầm bầm một câu sau đó chậm rãi mặc quần áo vào một bên trúc dương châu lạnh lùng nhìn hắn quả nhiên gia hỏa này dùng kế sách dục cầm cố túng thành công làm nhan nghiên sinh ra hứng thú với hắn. Gia hỏa này tâm cơ thâm trầm, đáng chết, phiền phức sư huynh đưa áo khoác cho ta, lăng hàn chỉ chỉ áo khoác nằm trên ghế phía tay trái Trúc Dương Châu. Trúc Dương Châu không nói gì, chỉ lạnh lùng cầm áo khoác ném lên giường. Hy vọng người có mạng trở về, dứt lời, hắn xoay người rời đi, hư, nếu lăng hàn nhất định phải tự tìm cái chết, hắn sẽ thành toàn cho đối phương. Thật sự xem mình là thiên tài, hắn không dám ra tay. Sai, vì nhan nhiên, hắn có thể liều lính, nữ nhân này là của hắn. Lăng Hàn chỉ cười một tiếng, hoàn toàn không có để ở trong lòng, hắn chỉ ẩn giấu đi tu vi, cũng không phải đã mất đi tu vi. Nên xuất thủ thời điểm, hắn hay vẫn là sẽ ra tay. Hắn xuống giường, sau khi rửa mặt mới ra sân, chỉ thấy nhan nhiên đứng đó, dáng vẻ giận dữ, tràn đầy hồn nhiên của thiếu nữ, xinh đẹp động lòng người. Lúc nhìn thấy Lăng Hàn, gương mặt xinh đẹp của nàng ửng hồng, nhẹ giọng mắng. Không biết xấu hổ, sách, can đảm xông vào phòng ngủ của nam nhân, hiện tại còn e thẹn như thế. Đi thôi, Lăng Hàn từ tốn nói, hắn đi ra ngoài, ai, chờ ta, chờ ta. Trong lúc nhất thời, nhàn nghiên không quan tâm tới mình vừa tức giận, nàng vội vàng đuổi theo. chương năm 1105, ngẫu nhiên gặp tiên dược. Một đường ra khỏi thành, lên núi, Lăng Hàn nhân cơ hội hỏi thăm tình huống Phật thổ từ nhan nghiên. Nhan nghiên chỉ cho rằng hắn nhà quê không kiến thức, cũng L biết gì nói nấy, cũng phổ cập thường thức cho hắn biết. Trong Phật thổ, thành thị giống thành Phúc Long rất nhiều, dùng vạn mà tính, đây là thành thị nhỏ nhất trong Phật thổ, thuộc về thành thị bình thường nhất. Mà ít thì 10 cái, nhiều thì mười mấy thành thị bình thường sẽ hình thành một khu vực hành chính, do một thành thị ất cấp thống nhất quản lý. Thành thị giống thành Phúc Long có cấp trên là thành Bạch Hà, thuộc về một trong mấy ngàn thành thị ất cấp. Đối với thành thị bình thường, thành thị ất cấp cũng chỉ lớn hơn một chút, cấp độ võ đạo cao hơn, nhân khẩu càng nhiều hơn một chút. Trên thành thị ất cấp chính là thành thị giáp cấp, đồng thời quản lý 10 đến mười mấy thành thị ất cấp. Số lượng sẽ ít đi còn vài trăm, trên thành thị giáp cấp chính là 10 vương vô, phân quản những thành thị giáp cấp này, trên 10 vương đô chính là Phật thổ tịnh địa trí cao vô thượng. Lăng Hàn nghe răng, hắn một đường đi từ thành thị ất cấp đến giáp cấp, vương giả, cuối cùng mới có thể đi vào tịnh địa. Chúng sinh trì nhất định nằm ở bên trong tịnh địa, mặc dù cần trải qua từng tầng sàng lọc, nhưng không có cách nào, ai bảo đây là Phật thổ. Hai người đi đường không có nói chuyện tào lao, bọn họ nhanh chóng tiến sâu vào núi lớn mặc dù nhan nghiên chỉ là tầm bí cảnh nhưng lá gan lại lớn cho nên nàng chạy vào núi sâu nhưng lăng hàn biết rõ phía sau bọn họ còn có một vị cao thủ đi theo một lão giả chú đỉnh cảnh hiển nhiên là thành chủ đưa người hộ đạo cho nhan nghiên tuyệt đối không có khả năng để nhan nghiên xảy ra chuyện cho nên nha đầu này mới dám không kiêng nể gì như thế loại này cao thủ cấp bậc này theo sau dù lăng hàn không cố ý thả ra thần thức đi thăm dò cũng không có khả năng giấu giếm được hắn báo tuyết ba mắt nhan nghiên chỉ về phía trước nàng thập phần hưng phấn nàng cũng không quản lăng hàn nàng cất bước xông ra ngoài lăng hàn theo sau đột nhiên hắn ý thức được đây là cơ hội tốt tăng tu vi lên hắn hoàn toàn có thể phát hiện một cái thần trì một gốc tiên dược sau đó ăn đi từ đó đường đường chính chính mình đột phá tầm bí cảnh thậm chí tiên đồ ân không tệ hắn thả ra thần thức tìm tòi trong núi lớn phía trước báo tuyết ba mắt không có chạy trốn mà là nghênh đón nhan nghiên hiển nhiên cho rằng nó là thợ săn chứ không phải con mồi. Bành cả hai kịch chiến, một người một báo đều là tầm bí cảnh, nhưng báo tuyết chính là hung thú, gần như mỗi ngày đều chiến đấu. Cho dù trình độ hung tàn hay kinh nghiệm chiến đấu, nó đều hơn xa nhan nhiên. Cho nên nhan nhiên nhanh chóng lâm vào hạ phong, lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Lăng Hàn xuất thủ, gia nhập chiến đoàn. Không qua mấy chiêu, nhan nhiên đã bị ép ra ngoài, căn bản không có tư cách nhúng tay. A, à, nhan nhiên hết sức kinh ngạc nguyên nhân lực lượng lang hàn không mạnh nhưng mỗi chiều mỗi thức rất đúng chỗ, đạt đến hiệu quả lấy yếu thắng mạnh. Việc này cần khống chế lực lượng tới mức xuất thần nhập hóa, không lãng phí một tia lực lượng nào, cũng phát huy đến mức hữu hiệu. Trời ạ, à, còn có biến thái như vậy, đây là thiên phú chiến đấu chứ không phải thiên phú tu luyện. Đôi mắt của Nhan Nhiên phát sáng, việc này đã lật đổ nhận thức võ đạo của nàng. Thì ra cảnh giới không bằng, lực lượng thua xa lại có thể dùng kỹ xảo đền bù. Không 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 đây không phải kỹ xảo chiến đấu, mà là kiến thức cơ bản, kiến thức cơ bản vô cùng vững chắc. Chỉ có kiến thức cơ bản vững chắc mới có thể sử dụng kỹ xảo như vậy. Tiếp qua mấy chục chiêu, báo tuyết ba mắt không dám chiến, nó vội vàng quay đầu bỏ chạy. Hung thú mặc dù hung nhưng cũng không ngốc, biết rõ không địch lại còn đánh làm gì. Lăng Hàn thả người đuổi theo, Nhan Nghiên cũng bận bụi đuổi kịp. Nếu như Nhan Nghiên hảo hảo lưu ý sẽ phát hiện con đường báo tuyết chạy không có quy luật, một hồi đông một hồi nam, đáng tiếc là nàng chỉ lo đuổi theo hoàn toàn không có cân nhắc đến chuyện này nguyên nhân báo tuyết đang khống chế lăng hàn nhưng cho dù là chú đỉnh phía sau cũng không thể nhìn ra được tiên dược đột nhiên lăng hàn kêu lên hắn dẫm chân lao xuống vách núi nhan nhiên sững sờ nàng cũng ngẩng đầu nhìn theo quả nhiên trên vách núi đá mọc ra gốc thực vật màu tím như linh chi nó còn tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt đây là vận khí gì truy kích hung thú còn có thể phát hiện tiên dược đây cũng không phải linh dược cách xa như vậy nàng chỉ ngửi mùi hương thì lỗ chân lông đã nở ra, đặc biệt dễ chịu. Cẩn thận, nàng vội vàng nói, phàm là nơi có tiên dược sinh trưởng sẽ có hung thú tỏa chấn. Nàng biết mình có người hộ đạo, nhưng vạn nhất người hộ đạo cũng đánh không lại thì sao? Dù sao, bọn họ đã quá thâm nhập, ở chỗ này, xuất hiện hung thú chú đỉnh thậm chí sinh đan cảnh cũng có chút ít khả năng. Ta đi hái thuốc, lang hàn không nói hai lời, hắn đã chạy ra ngoài, sau đó trèo vách tường tiến lên. Trương Hàn Quân, mau trở lại, Nhan nhiên vội vàng nói ra, có trời mới biết tại sao nơi này xuất hiện một con hung thú. Đúng là sợ cái gì gặp cái gì, chỉ thấy một con rắn bỏ ra khỏi huyệt động, thân thể nó to như miệng chén, cái lưỡi phun ra nuốt vào, còn có hắc khí bộc phát. Không tốt, đây là hắc sát xà, người hộ đạo kia trực tiếp liền chui ra, cũng bắt lấy nhan nhiên và xoay người chạy. Hắc sát xà chính là hung thú chú đỉnh, hơn nữa còn là đỉnh cấp trong hung thú chú đỉnh, nó phun ra khí độc rất mạnh, nếu không phục dụng dược vật kháng độc từ trước. Chỉ cần hấp thu đến một chút xíu cũng làm chú đỉnh cảnh phải ngã xuống. Cho nên, hắn có thể làm duy nhất chính là mang theo nhan nghiên chạy đi, căn bản không dám ham chiến. Ngược lại nhiệm vụ của hắn chính là bảo vệ nhan nghiên an toàn, về phần những người khác. Thiên tài thì liên quan gì tới hắn? Nhan nghiên xứng sở, sau đó mới thét to. Nhanh cứu trương hàn quân. Thật xin lỗi tiểu thư, tha thứ lão phu bất lực. Người hộ đạo kia lắc đầu, tự nhiên không chịu trở lại. Nếu tiểu tử kia mạng lớn, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống, nhưng lão phu tuyệt đối không thể để tiểu thư mạo hiểm. Không quản nhan nhiên hô to gọi nhỏ như thế nào, hắn làm như không nghe thấy, hắn nắm lấy nhan nhiên và một đường phi nước đại. Ti, hắc sát xà bò trên vách núi xuống, hai mắt nhìn chầm chầm vào lăng hàn, hung uy lộ ra. Ai, lăng hàn thở dài, bố trí của hắn bị đánh sập như vậy. Ách, ta bền cố sự thôi, liền nói vào lúc khẩn yếu quan đầu, đột nhiên có kim điêu xuất hiện đại chiến cùng hắc sát xà, kết quả lưỡng bại câu thương, ta nhân cơ hội nhặt được tiện nghi. Ân, không tệ, không tệ, Lăng Hàn tươi cười, giống như có nguyền rủa gì đó, cho dù hắn giả trang thân phận gì, kiểu gì cũng sẽ sụp đổ, lần này dù như thế nào cũng phải ổn định. Lúc này, hắc sát xà đã phát động thế công, nhân tộc quá phách lối, sắp chết đến nơi còn tự nói một mình, ăn ngươi. Bỗng nhiên hắc sát xà há to miệng và lao về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn nhìn nó, ngươi muốn làm gì, ông, một luồng khí thức đáng sợ đánh thẳng tới. Động tác hắc sát xà của dừng lại, nó cảm thấy trái tim như vỡ ra. Khí thức thật đáng sợ, chương 5106, lại thăng một cấp. Nếu như rắn cũng chảy mồ hôi lạnh, như vậy hắc sát xà khẳng định đã mồ hôi nhễ nhại. Quá kinh khủng, tại sao có thể có khí thức khủng bố như thế? Nó cảm giác được, đừng nói đi nuốt người này, cho dù nó hơi vọng động cũng thịt nát xương tan. Chỉ có một chút linh trí nhưng nó muốn khóc, người căn bản không phải khai khiếu cảnh. Trang bước sẽ bị xét đánh, đi đâu tìm kim điêu bây giờ. Lăng Hàn thả thần thức ra, oanh, cả tòa núi lớn đều bị hắn bao phủ. Vào lúc này, hung thú trong núi không ngừng run rẩy, dường như chúng gặp phải thiên địch. Hắc sát xa suýt té xỉu, có thể đi lên tiên đồ, kỳ thật chúng đã có một chút trí tuệ, từ đó nó ý thức được, này nam nhân trước mặt mạnh đến mức hủy thiên diệt địa. Trong rừng có rất nhiều chim chóc nhưng là muốn tìm được một con đạt yêu cầu của Lăng Hàn lại khó khăn, lại là kim điêu tu vi chú đỉnh cảnh. Thế mà không có, lang Hàn nhe răng, hắn thở dài, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Hắn duỗi một chảo ra ngoài, chỉ thấy trên bầu trời xa xôi xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, sau đó cấp tốc phóng đại, biến thành một con chim màu xanh. Hắc sát xà muốn ngất xỉu, hung thú đã có được một ít trí tuệ, bởi vì có thực lực vô cùng cường hoành, đương nhiên biết rõ thiên địch của mình là ai, ưng ừ ăn rắn, lúc giả thú đã bị khắc chế, trở thành hung thú thì khắc chế còn mạnh hơn nữa. Đây chính là thanh tiễn điêu, chính là khắc tinh của nó đương nhiên nó cũng không yếu nó có lực uy hiếp cực lớn lên thanh tiễn điêu cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ thanh tiễn điêu sẽ không xem nó như thực đơn nhưng mà hiện tại hai gia hỏa này bị kéo tới cùng một chỗ thanh tiễn điêu càng ngạc nhiên không nhỏ nó đến bây giờ hay vẫn còn choáng váng ta là ai tại sao ta lại ở nơi này mẹ nó đây là tình huống như thế nào nếu đổi thời điểm khác thiên địch gặp nhau bọn nó khẳng định sẽ đánh nhau nhưng hiện tại nguyên nhân là vì lăng hàn cho nên một chim một rắn không ngừng run rẩy a à, các ngươi không đánh sao lăng hàn kinh ngạc nói các ngươi không đánh chuyện xưa của ta làm sao hoàn thành một rắn một điêu sắp khóc người mạnh mẽ ép như thế chúng ta đánh thế nào ai lăng hàn chỉ có thể động thủ cưỡng ép đẩy miệng rắn cắn thanh tiến điêu một cái lại dùng móng vuốt thanh tiến điêu nắm lấy thân rắn một chim một rắn là bá chủ của khu vực này chúng đã bao giờ ủy khuất như vậy chưa bọn nó chính là hung thú dù kiêng kỵ lang hàn nhưng hung tính vẫn còn hai thiên địch liên thủ tấn công lang hàn có tác dụng quái gì trước mặt thánh cấp tất cả phản kháng đều là trò cười rất nhanh hai hung thú đều chết đi lang hàn cắt nước thịt rắn và một cánh chim hắn thả một ít tiên dược lên và bắt đầu nướng ăn chỉ chốc lát mùi thơm tỏa ra bốn phía hắn bắt đầu ăn a à, có người đến thần thức của lang hàn nói cho hắn biết có một nhóm ba người chạy tới là nhan nghiên tiểu nha đầu ân còn có người hộ đạo của nàng cuối cùng thì là quán trưởng võ quán tiểu nha đầu này lương tâm không hỏng còn đi tìm cứu binh nếu như lăng hàn thật muốn chờ nàng tới cứu hiện tại hắn đã sớm chết trong bụng rắn hắn cười một tiếng tiếp tục ăn chỉ coi như không biết thế là khi nhan nghiên quán trưởng võ quán chạy tới đã thấy lăng hàn nhàn nhã ngồi ăn uống a à, đã nói nguy cơ sớm tối đâu ngươi đang đùa ta đâu quán trưởng võ quán nhìn nhan nghiên không nói gì nhưng có lẽ trong nội tâm không ngừng mắng chửi. Trương Hàn Quân, người không chết, nhan nhiên vô cùng vui vẻ. Lang Hàn tức giận nói, nếu ta chết rồi, hiện tại còn làm quỷ ăn ở đây sao? Tại sao ngươi không chết? Nhan nhiên thở ra, sau đó tò mò hỏi. Lăng Hàn chỉ chỉ xác rắn và chim bên cạnh, nói. Vận khí tốt, bọn chúng đánh nhau, kết quả đồng quy vô tận, bị ta nhặt được tiện nghi. Quán trưởng võ quán cùng người hộ đạo kia tiến lên xem xét, quả nhiên, Thanh Tiến Điêu cùng Hắc Sát Sà đã trải qua đại chiến trước khi chết, vết thương trên người đều là chúng lưu lại cho nhau. Người có vận khí quá tốt, quán trưởng võ quán gật gật đầu, lúc này hắn tự nhiên biết rõ nhan nhiên không có nói đùa, mà là Lăng Hàn mạng lớn. Ông, lúc này, trên thân Lăng Hàn sinh ra ba động. Tầm bí cảnh, đột phá, quán trưởng võ quán cùng người hộ đạo đều kinh hô, mặc dù bọn họ biết Lăng Hàn là thực linh thể, hắn có thể đột phá dễ dàng như vậy vẫn làm bọn họ lấy làm kinh hãi so sánh với nhau, bọn họ khó đột phá cỡ nào. Ai, người so với người thật sự tức chết người. Lăng Hàn cười một tiếng, vừa vặn có hai người này làm chứng, hắn ăn thịt hung thú cấp bậc tiên đồ, đạt được đầy đủ năng lượng, đột phá là việc thuận lý thành trương. Nếu không có nguy hiểm, quán trưởng võ quán tự nhiên trở về, mà nhan nghiên thì lưu lại, nàng quá hiếu kỳ về Lăng Hàn. Sau khi ăn no, hai người liền trở về trong thành, người hộ đạo vẫn ẩn nấp bảo vệ gần đó. Thời điểm đi nửa đường, Người hộ đạo lại kia hiện thân, nói là đột nhiên tiếp được thành chủ thông chi, muốn dẫn nhan nghiên lập tức trở về. Thế là thành lăng hàn một người một mình, đi tới đi tới, đột nhiên khóe miệng lăng hàn xuất hiện nụ cười. Bởi vì hắn phát hiện có ba người đang tới gần, chỉ chốc lát, hưu hưu hưu, ba tên tầm bí cảnh xuất hiện, hai người phía trước, một người cản đường lui của hắn. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, như thế ít nhận đau khổ. Một người nói, ba người này mặc quần áo đen, trên mặt cũng che vải đen trúc dương châu phái các ngươi tới lăng hàn từ tốn nói hư sắp chết đến nơi biết rõ nhiều như vậy làm gì hai người cản đường xuất thủ rút đao xuất kiếm chém lăng hàn bước chân của lăng hàn không động hai tay vung vẩy tùy ý rõ ràng chỉ vận dụng lực lượng tầm bí cảnh nhưng lại vừa vạn hóa giải công kích trúc dương châu cũng không biết rõ ta đã đột phá sao lăng hàn cười nói lực lượng của hắn hiện tại là cấp bậc tầm bí cảnh ba người kia xứng sờ tại sao lại đúng dịp như thế nguyên bản là tầm bí giết khai khiếu, hơn nữa còn chiếm ưu thế nhân số tự nhiên vô cùng chắc chắn, Lăng Hàn cũng không có khả năng chạy trốn. Hiện tại thế nào, mặc dù chiếm ưu thế nhân số, nhưng cảnh giới giống nhau, vậy thì khó mà nói nha. Không có cách, ta là thực linh thể, ta vừa vặn ăn thịt hung thú cấp bậc chú đỉnh đã đột phá. Lăng Hàn cũng tốt bụng giải thích một câu, Lăng Hàn bị tập kích, bọn họ biết rõ, nguyên nhân quán trưởng võ quán đều xuất động. Cũng chính vì như thế, bọn họ mới bị Trúc Dương Châu phái ra ngoài, bởi vì Lăng Hàn đã gặp nạn nên bọn họ quay về, ai ngờ quán trưởng võ quán chạy tới, lại phát hiện Lăng Hàn còn sống, cho nên bọn họ mới lại xuất động. Quái vật này xem đột phá là trò chơi hay sao? Trường 5107, ta lại đột phá. Lăng Hàn lấy một địch ba, hắn lại ổn định chiếm thượng phong. Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, hắn ở ma luyện kỹ xảo của mình. Trong tình huống lực lượng chiếm thượng phong, hơn nữa không dùng võ kỹ, chỉ dựa vào kiến thức cơ bản, khống chế lực lượng tinh tế hắn cũng có thể dễ dàng chiếm thượng phong điểm này có phần giống đại đế áp chế tu vi dù hạ xuống tôn giả đối mặt thánh nhân cũng có sức đánh một trận lang hàn sinh ra một tai hiểu ra nguyên nhân cho dù là chiến lược cấp bậc thánh nhân chiến đấu quy tắc mới là chủ lực cùng vương đạo nhưng lực lượng cũng không phải là không có đất dụng võ có đôi khi nói không chừng chính là từ khác biệt nhỏ vẫn có thể đánh thắng đối thủ trái lại người áo đen càng hoảng hốt tình huống như thế nào Bọn họ rõ ràng đều là tầm bí cảnh, hơn nữa đều bước vào cảnh giới này sớm hơn cả Lăng Hàn, nhưng vì cái gì ba đánh một vẫn rơi vào hạ phong. Đó là quái vật gì? Phốc, thời điểm bọn họ phân thần, một tên người áo đen bị Lăng Hàn đoạt đao, hắn trở tay chém vào cổ, lập tức có máu tươi phun ra ngoài tung tóe, hắn liều mạng che cổ của mình lại. Lăng Hàn lại chém, mấy đao qua đi, lại có một người bị ném bay ra ngoài. Cuối cùng người kia bị hù chết, đâu còn chiến ý, cho nên lập tức chật vật mà chạy. Lăng Hàn không có truy kích, vừa vặn trở về truyền tin tức cho Trúc Dương Châu, cũng có thể dọa tên kia một chút. Hắn chậm rãi từ từ trở lại võ quán, lúc này, tin tức liên quan tới việc hắn đột phá tầm bí cảnh cũng bị truyền ra, từ đó oanh động các nơi. Hắn tiến vào võ quán mới mấy ngày, 10 ngày mà thôi, nhưng tu vi của hắn từ thông mạch cảnh một đường bão tố tăng lên đến tầm bí cảnh, gần như hai ngày tăng một cảnh giới, cho nên có ai không ghen ghét và phát cuồng. Triệu kiếm lại nện nát bốn cái chén nhan nghiên càng hứng thú với lăng hàn ba ngày hai lần đi tìm hắn dẫn tới trúc dương châu càng ghen ghét hắn phái người chặn giết lăng hàn thất bại từ đó nội tâm của hắn lo sợ nguyên nhân với quan hệ giữa lăng hàn cùng nhan nghiên hiện tại hoàn toàn có thể mời được phủ thành chủ xuất thủ phát động điều tra làm cho nội tâm của hắn an tâm nhất chính là người áo đen trốn thoát bị hắn diệt khẩu không có chứng cứ bằng vào lời nói một bên của lăng hàn là không thể nào cắn chết hắn dù sao hắn cũng là tiên nhân hơn nữa còn là con của quán chủ võ quản không có chứng cứ 10 phần, cho dù là phủ thành chủ cũng không thể bắt hắn thế nào. Hắn giống như con rắn độc đang tìm cơ hội xuất thủ lần tiếp theo. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian, nguyên nhân lang hàn có thể chất thực linh thể thật đáng sợ, nói không chừng qua một thời gian sẽ tiến vào tiên đồ. Đúng lúc này, võ quán tỷ thí sắp bắt đầu, cách mỗi 3 năm, từng võ quán trong thành sẽ phát động luận võ, người chiến thắng có thể đại biểu thành ất cấp đi tham dự luận võ cao cấp hơn, một đường có thể giết tới vương đô. Nếu như có thể đi đến một bước này, khi đó mới là một bước lên trời. Mỗi ba năm đều có thiên tài may mắn trổ hết tài năng, từ nay lên như diều gặp gió. Thành Phúc Long đã xuất hiện qua thiên tài như vậy, bây giờ đã là một trong bốn đại chiến thần kim cương cao quý, chính là cường giả giáo chủ. Cho nên, lúc kỳ hạn luận võ tới gần, các học viên đều ma quyền sát trường. Nhân số chiến đấu không nhiều, chỉ có ba người, cho nên, khẳng định chỉ có thể xuất động học viên xuất sắc nhất. Đạt tổng có quán Thành Phúc Long võ quán, vừa vặn chỉ có ba học viên cấp bậc tiên đồ, cho nên, căn bản không cần phiền, chỉ có thể chọn ba người này. Bước vào tiên đồ sẽ có cấp độ sinh mệnh khác biệt, căn bản không phải tầm bí cảnh có thể ngưỡng vọng. Nhưng Lăng Hàn không quan tâm, đây không phải cơ hội tốt tiến vào chúng sinh trì hay sao. Cho nên, hắn lập tức đi tìm quán chủ võ quán, đúng rồi, vị quán chủ này tên là Trúc Đài, sinh đan cảnh. Bởi vì hắn chính là thiên tài của võ quán, Trúc Đài cũng rất cho hắn mặt mũi, biết được hắn yêu cầu như vậy, cũng nhanh chóng cho hắn vào. Ta muốn tham gia thi đấu võ quán, Lăng Hàn nói, Trúc Đài lập tức lắc đầu. Ha ha, mặc dù ngươi có thể chất nghịch thiên, nhưng ngươi nhập môn quá muộn, còn không có bước vào tiên đồ. Đừng nóng vội, ba năm sau chính là thiên hạ của ngươi. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, hôm qua ăn một gốc tiên dược, vừa mới đột phá Trúc Cơ. Phốc, Trúc Đài suýt phun ra ngoài, sau đó ho khan không thôi. Nói đùa cái gì, ngươi lại đột phá. Chờ chút, ở phàm cảnh có thể so sánh với tiên đồ hay sao từ phàm đến tiên bước này cần bao nhiêu năng lượng đây là tích lũy rất nhiều tuyệt không phải một lần là xong hắn không vui dù thể chất lăng hàn châu bò như thế nhưng cũng không thể trong vòng vài ngày đã tăng lên tiên đồ dù sao nhưng hắn biết rõ lăng hàn mấy ngày trước chỉ là tầm bí cảnh trương hàn quân người cũng đã biết lừa gạt trưởng giả chính là trọng tội lăng hàn kinh ngạc ta thật sự đột phá hắn phóng xuất ra một tia khí tức, rõ ràng là cấp bậc trúc cơ. Trúc đài lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, nói không ra lời. Thật sự là trúc cơ, khốn kiếp, hắn hoàn toàn không biết nên phản ứng gì, chẳng lẽ đây chính là thực linh thể khủng bố sao? Quá kinh người, từ phàm đến tiên, vượt qua bước này càng đơn giản như vậy. Cái này, sau khi khiếp sợ, hắn có phần khó khăn, ban đầu chỉ có ba học viện bước vào tiên đồ, vốn không cần lựa chọn, cứ thế mà đi thôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? nhiều thêm lăng hàn làm sao bây giờ sẽ có một người không thể đi người đi xuống trước ta sẽ cân nhắc một chút mặc dù trúc đài là quán chủ nhưng võ quán cũng không phải là tài sản riêng của hắn mà là phật tộc thiết lập cho nên hắn cũng không thể khư khư cố chấp bởi vậy hắn tổ chức hội nghị hắn thương nghị với vài tên quán chủ nghĩ ra một cái biện pháp vậy thì đấu đi bốn chọn một đào thải một yếu nhất công bằng công chính tin tức truyền ra võ quán chấn động có ai nghĩ tới có dạng tuyển thủ như lăng hàn hay không mỗi khi cần tu vi có thể tăng lên không nên quá mức cấp tiến sau khi triệu kiếm biết được không biết hắn đã nện nát bao nhiêu thứ hắn biết rõ lăng hàn là thực linh thể tu vi tăng lên nhanh nhưng có nhanh cũng không thể nhanh như vậy hắn còn chưa tăng lên nửa tiểu cảnh giới người đã thành tựu tiên nhân tiên nhân đấy đặt ở trong thôn đây chính là tồn tại có thể bị lập trường sinh bia nguyên nhân thời gian khẩn cấp chỉ qua một ngày vòng đấu loại lại bắt đầu bố người lăng hàn phân biệt ra khỏi hàng trừ hắn và trúc dương châu ra hai tên trúc cơ học khác là một nam một nữ tên là lưu gia cùng lý minh duyệt bọn họ rút thăm trước tiên sau đó quyết đấu hai hai người thắng không cần so hai kẻ bại tái chiến giành một suốt còn lại chuyện này rất công bằng chỉ cần thực lực không phải hạng chót vậy thì khẳng định có thể thắng được thế là bốn người rút thăm trước tiên kết quả là lăng hàn đấu lưu gia trúc dương châu đấu lý minh duyệt Hai trận chiến đấu đồng thời bắt đầu. Trương Sư Đệ, người quá cuồng, Lưu Gia lắc đầu, mặc dù thể chất của ngươi kinh người, nhưng trung quy chỉ vừa vào trúc cơ, ngươi có chiến lực cỡ nào chứ? Thật sự không để ý đại cục, Lang Hàn cười nói, làm sao ngươi biết? Thời điểm ta đi tới thành Bạch Hà tham chiến, ta đã đột phá chú đỉnh cảnh thì sao? Đạo lý thật tốt, Lưu Gia lập tức á khẩu không trả lời được, không có cách gì cãi lại. Chương 5108, tranh tài bắt đầu. Nếu nói không thông vậy chỉ có thể đánh. Lưu gia lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, trong ánh mắt mang theo khinh thường. Hắn thật sự xem thường đối thủ này, bởi vì hắn chỉ cảm thấy đối phương căn bản không có bỏ ra cố gắng gì, hoàn toàn chỉ dựa vào thể cát mà tăng lên tiên đồ. Loại người này, có thể xứng đáng gọi là võ giả sao? Hơn nữa, lấy phương thức như vậy xông lên trúc cơ, đối phương có thể mạnh bao nhiêu chứ? Hừ, vậy so tài xem thực hư, hắn khẽ quát một tiếng, sau đó lao tới tấn công Lăng Hàn hắn bước vào tiên đồ không có bao lâu đương nhiên chỉ là trúc nhân cơ nhưng cảnh giới đã vững chắc một quyền một cước mang theo khí thức tiên đồ rõ ràng lang hàn cũng vận chuyển lực lượng cấp bậc trúc nhân cơ cũng không phải hắn cường đại hơn ngày xưa bởi vì thời điểm hắn ở trúc nhân cơ có thể chiến trúc cực cơ yêu nghiệt đến rối tinh dối mù hiện tại hắn về mặt sức mạnh cũng không chiếm ưu thế nhưng hắn nắm giữ lực lượng quá hoàn mỹ một chút lực lượng có thể tăng thêm 2-3 phần lực lượng lưu gia nhanh chóng lâm vào hạ phong hơn nữa còn bị nghiền ép, cho dù người ngoài nghề cũng nhìn ra ai chiếm thượng phong, ai rơi vào hạ phong. Bốn phía, các học viên xem cuộc chiến đều hô lớn. Bọn họ nghĩ Trương Hàn Quân chẳng những có thể chất đặc thù, hơn nữa thiên phú chiến đấu cũng cường đại như thế. Quả thực làm cho người ta ghen ghét và tuyệt vọng, chiến đấu trăm chiêu, lưu Gia không thể không nhận thua. Hắn thực sự phải không phải là đối thủ. Một bên khác, Trúc Dương Châu cũng lấy được thắng lợi, lần này, lưu Gia muốn tranh đoạt danh ngạch cuối cùng với Lý Minh Duyệt. Trận chiến tiến hành rất nhanh, mà Lăng Hàn không có hứng thú quan sát, trực tiếp rời đi. Lúc hắn muốn rời khỏi võ trường, chỉ thấy Trúc Dương Châu đang lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt đầy phức tạp. Có lẽ, hắn cũng nuốt nước bọt, vì cái gì tu vi Lăng Hàn tăng lên nhanh như vậy. Còn chưa tới một tháng, liền từ thông mạch cảnh bước vào tiên đồ, ai có thể tưởng tượng. Thực linh thể khủng bố như vậy hay sao? Lăng Hàn không có để ý, hắn nghênh ngang rời đi. Sau khi nhan nhiên nghe nói đã cố ý chạy tới xem Lăng Hàn, còn kéo hắn đến quán rượu phía ngoài, nói muốn chúc mừng cho hắn thật tốt, từ đó Trúc Dương Châu suýt nữa đã tức điên. Hắn đau khổ truy cầu nhan nghiên nhiều năm, đối phương không cho hắn sắc mặt tốt, lăng hàn thì sao? Căn bản không có đi trêu chọc, là nhan nghiên theo đuổi ngược. Người so với người, tức chết người. Sát ý của hắn càng thêm hừng hực, cho dù thế nào cũng không thể cho lăng hàn thời gian trưởng thành, nếu không, gia hỏa này thật sự vượt qua cảnh giới của hắn. Ban đầu hắn chỉ cho rằng lăng hàn chỉ gia tăng cảnh giới, dù sao chỉ dựa vào thể chất tăng lên, nhưng sau khi nhìn Lăng Hàn và Lưu Gia chiến đấu, hắn đã hoảng hốt, thì ra thiên phú chiến đấu của Lăng Hàn cũng kinh khủng đến mức kinh người. Cho nên, biện pháp duy nhất có thể ách chế Lăng Hàn chính là giết ra hỏa này. Hai ngày sau đó, Trúc Đài mang theo đám người Lăng Hàn, Trúc Dương Châu và Lưu Gia đi tới thành Bạch Hà tham gia giải thi đấu võ quán. Nhan Nhiên cũng cứng rắn đi theo, yêu cầu đồng hành. Nàng chính là con gái của thành chủ, Trúc Đài cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể chiều theo tâm ý của đại tiểu thư. Nguyên nhân có chúc đài, người hộ đạo của nhan nhiên cũng quang minh chính đại hiện thân đồng hành, sáu người mất năm ngày trèo đèo lội suối. Bọn họ kinh ngạc chính là, trên đường đi không gặp được hung thú. Phải biết, bọn họ đang đi trên rừng núi Nguyên Thủy, trong đó có thật nhiều hung thú trên tiên đồ, đây cũng là nguyên nhân Trúc đài phải đồng hành, một là biểu thị võ quán xem trọng tranh tài, hai nha, cũng bảo đảm học viên dự thi được an toàn. Kỳ quái, đám hung thú đang trốn đi, đây là tự nhiên, Lăng Hàn cũng không muốn phức tạp, hắn sớm dùng khí thức cường đại áp bách hung thú, có con hung thú nào dám ra ngoài. Năm ngày sau, bọn họ đã đi tới Thành Bạch Hà. So sánh với nhau, Thành Bạch Hà còn lớn hơn nhiều, chỉ ít lớn hơn ba tòa thành Phúc Long cộng lại. Sau khi đi vào thành cũng sẽ phát hiện đường phố nơi này càng rộng, nhân khẩu càng nhiều, trên đường cũng càng náo nhiệt. Xa xa, ở nơi này có thể nhìn thấy tòa tháp sừng sững. Đó là Phật Tháp mắt trần có thể thấy trên phật tháp có hào quang bảy màu quấn quanh có một loại thần thánh không nói ra được làm cho nội tâm tôn kính lăng hàn nhìn ra đó là nguyện lực của chúng sinh biến thành thành phúc long là nơi không có phật tháp giống như cấp bậc không đủ cho nên chỉ có thành thị ất cấp mới có tư cách thành lập chúc đài mang theo bọn họ đi tới võ quán xuất ra giấy chứng minh tương ứng bọn họ được an bài nơi ở lại sau khi đi vào nơi này liền có thể nhìn thấy nơi này có quá nhiều học viên trên tiên đồ không chỉ có trúc cơ, thậm chí còn có chú đỉnh. Nếu là võ quán bình thường chỉ có 3 năm trúc cơ sẽ đưa vào võ quán thành thị ất cấp bồi dưỡng, đồng thời tăng thêm một cấp độ có thể tiến vào thành thị giáp cấp bồi dưỡng. Cùng loại, tiến lên sẽ đi vào vương đô, đến một bước này, muốn nâng cao một bước vậy thì không phải vấn đề cảnh giới, mà là nắm giữ thiên phú võ đạo cực cao mới có tư cách bị chọn tiến vào bên trong tịnh địa, trở thành một thành viên chân chính của Phật tộc. Thành Bạch Hà là thành nhỏ trong thành thị ất cấp, nó quản lý 17 tòa thành bình thường, bởi vậy, mỗi võ quán bình thường đều phái ba học viên tới đây dự thi, có tổng cộng 51 người. Cho dù cộng thêm 50 người của thành Bạch Hà, cũng chỉ hơn 100 mà thôi. Không qua mấy ngày, học viên các võ quán bình thường đã tới đủ, tranh tài cũng cũng kéo màn che. Quy tắc tranh tài rất đơn giản, đó chính oanh sát học viên khác, mỗi khi đánh bại một người sẽ có một điểm, kẻ bại sẽ bị đào thải. Cuối cùng, chỉ còn lại một người hay ba ngày sau kết thúc, từ đó thống kê điểm số của mọi người, 5 người có điểm số cao nhất sẽ tham gia tranh tài tại thành thị giáp cấp. Quán chủ võ quán thành Bạch Hà đều tự mình trình diện, tuyên bố tranh tài bắt đầu. Sân bãi tranh tài là ngọn núi lớn, trong này còn có hung thú, cũng không có bị dọn bãi, cũng gia tăng biến số cho cuộc chiến. Trong núi có đầy máy giám thị, cho nên thống kê thành tích rất dễ dàng, đừng ai nghĩ làm loạn trong trận chiến này. Dùng võ quán làm đơn vị, từng tổ phân biệt tiến vào rừng sâu, nếu không đi vào chung sẽ lập tức dẫn phát hỗn chiến tranh tài chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Lúc này không phải rèn lực chiến lược của học viên, còn khảo nghiệm năng lực phản ứng và ứng biến nguy cơ, chỉ riêng đối mặt với nguy hiểm, đối mặt phục kích, hoặc tiến hành phục kích người, như vậy sẽ bộc lộ người có tài năng lớn nhất. Ba người lăng hàn tiến vào đợt thứ bảy, vừa xuất phát, Trúc Dương Châu liền dẫn đội đi vào rừng sâu. Chúng ta tìm nơi trốn trước, để mấy đội mạnh lưỡng bại câu thương trước. Hắn nói như vậy, đúng thế, có mấy chi đội ngũ phi thường cường đại, thậm chí xuất hiện cao thủ trúc cực cơ. Vào lúc ban đêm, bọn họ chẳng những xâm nhập núi lớn, còn tiến vào một sơn động, nơi này tuyệt đối không có máy giám thị. Sách, chương 5109, giải quyết. Sau khi ăn tối đơn giản, ba người Lăng Hàn liền bắt đầu nghỉ ngơi, cũng thay phiên thủ vệ. Đến lúc nửa đêm, Lăng Hàn đang ngủ, chợt cảm thấy có cảm giác lạnh buốt. Hắn mở mắt ra, chỉ thấy trên cổ mang theo thanh kiếm, khó trách có cảm giác lạnh như băng. Kiếm nằm trong tay Trúc Dương Châu, mà bên cạnh Lưu Gia đang thờ ơ lạnh nhạt, hoàn toàn không có ý khuyên can. Sư Huynh, đây là ý gì? Lăng Hàn làm ra vẻ không hiểu hỏi. Trúc Dương Châu bật cười. Trương Hàn Quân, người ngốc thật hay cố ý? Chuyện này cũng không nhìn ra. Nói xong, hắn lắc đầu, lại nói. Trái tim của người thật lớn, ta đã mấy lần bức hiếp ngươi, thậm chí, ngươi còn biết là ta phái người đi chặn giết ngươi, ngươi lại có thể ngủ bên cạnh ta. Tự tìm cái chết, thì ra hắn cố ý tìm sơn động tránh đi tất cả máy giám thị, dự định liên thủ với Lưu Gia tiến hành chém giết hắn. Tuyệt đối không ngờ rằng, chuyện này thuận lợi tới mức khó tin. Chỉ hạ kiếm mà thôi, mạng của Lăng Hàn đã nằm trong tay của hắn. Lăng Hàn giận dữ, sư huynh, ta thật sự nhìn sai ngươi, ngươi quá hèn hạ, chúng ta đều là võ giả, nên đường đường chính chính quyết tử chiến. Ai quyết nhất tử chiến cùng ngươi, ngươi xứng sao, Trúc Dương Châu suy cười, ta đã cảnh cáo ngươi, không nên tiếp xúc với nhan nghiên, ngươi lại xem như gió bên tai. Lăng Hàn kêu to oan uổng, "Sư huynh, ngươi chỉ nói không đụng phải không thuộc về ngươi, cũng không có nói là nhan nghiên. A, à, ngươi ngớ ngẩn hay sao, ý tứ trong lời nói rõ thế mà không hiểu." Trúc Dương Châu có cảm giác phát điên, hắn có cảm giác kết thù kết oán với Lăng Hàn là vì đối phương quá bộc trực, đối phương hiểu ý của hắn. Nhưng lại tưởng tượng, người này là thực linh thể, tiến cảnh tu vi quá nhanh, trừ cơ hội lần này sẽ không còn cơ hội khác. Hơn nữa, nhan nghiên thật sự hứng thú với hắn thậm chí cố ý bồi đối phương đến nơi này. Nghĩ tới đây, trái tim của hắn như bị dao đâm. Ngày này sang năm chính là ngày rỗ của ngươi." Hắn nói, "Chờ một chút." Lang Hàn nhấc tay nói, "Hiện tại là lúc nào? Có qua giờ tí hay không? Bằng không vạn nhất bỏ lỡ thời gian, vậy chẳng phải sẽ bỏ lỡ ngày rỗ?" Cái này, Trúc Dương Châu cùng Lưu Gia nhìn nhau, đều nhe răng. Gia hỏa này ngốc thật sao? Không cần quan tâm hắn giả ngây giả dại, Lưu Gia nói, "Đêm dài lắm mộng." giết hắn trúc dương châu gật đầu ra hỏa trước mặt làm cho người ta sợ hãi tu vi tăng lên quá nhanh hắn đâm trường kiếm về phía trước nhưng chuyện quỷ dị xuất hiện kiếm này lại cắm vào ngực của lưu gia khốn kiếp lưu gia không thể tưởng tượng nổi nhìn ngực mình đã có máu tươi chảy ra lại nhìn trúc dương châu trong ánh mắt khó hiểu vì cái gì hắn run giọng hỏi không hỏi rõ ràng chết không nhắm mắt trúc dương châu cũng hoảng hốt hắn cũng muốn biết vì cái gì hắn đã đâm kiếm về phía trước tại sao đâm sang bên cạnh hơn nữa đúng dịp đâm vào thân của lưu gia còn đâm xuyên tim đối phương sư huynh lạc đường biết quay lại sau này vẫn có thể làm người tốt lăng hàn sờ lên cổ hắn cảm khái nói một câu lưu gia nhìn chằm chằm vào trúc dương châu hắn nín một hơi và quát ngươi là tên vương bát đản dứt lời cổ hắn nghiêng sang một bên và chết đi một kiếm này lực phá hoại quá đáng sợ hắn là trúc nhân cơ cũng không thể phong bế vết thương Mẹ nó, chuyện không liên quan đến ta. Trúc Dương Châu vô cùng buồn bực, người cũng đã chết rồi, hiểu lầm này đương nhiên vĩnh viễn không có khả năng mở ra. Ngươi, là ngươi, đột nhiên hắn chỉ vào Lăng Hàn, nơi này cũng chỉ có ba người. Lưu gia không có khả năng tìm chết, mà không phải hắn hạ thủ, vậy thì chỉ còn lại có Lăng Hàn. Đột nhiên hắn nghĩ tới và thốt lên, nhưng sau khi nói ra lời này, hắn cảm thấy tâm thần lạnh buốt. Đối phương làm thế nào? Ngươi, ngươi, chẳng lẽ ngươi lại đột phá? hắn run giọng nói a à, năng lực liên tưởng phong phú như thế lăng hàn bật cười gật đầu nói không sai khí thức của hắn ba động hắn đã đạt đến trúc thiên cơ trúc dương châu giật mình nhưng trong lòng lại bình tĩnh còn tốt hắn cũng không yếu hơn đối thủ nhưng mà khí thức lăng hàn lại ba động và đạt đến cấp độ trúc cực cơ cái cái gì trúc dương châu lập tức trợn mắt há hốc mồm đôi mắt mở to như chuông đồng lại đột phá nhưng mà việc này còn chưa hết khí thức của lăng hàn ba động thì tăng thêm một cấp độ trúc dương châu chờ mắt nhìn lăng hàn từ trúc nhân cơ tăng lên hóa linh cảnh hắn đã hoàn toàn ngu xuẩn chỉ biết há to miệng hoàn toàn nói không ra lời chơi vui không lăng hàn cười cười vỗ vai trúc dương châu không có khả năng tuyệt không có khả năng trúc dương châu phản ứng lại người có là thực linh thể tu vi cũng không có khả năng tăng vọt như thế đúng rồi người nhất định đã tu luyện thuật mê hoặc gì đó mới làm cho ta thất thủ giết chết lưu gia ta chỉ cần thủ vững bản tâm, người đừng mơ tưởng mê hoặc ta. Hắn hét lớn một tiếng, huy kiếm tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn duỗi hai ngón tay kẹp kiếm. Trúc Dương Châu dùng sức lắc chuôi kiếm, hắn muốn dùng kiếm sắc bén cắt đứt ngón tay của Lăng Hàn. Nhưng hắn dùng sức lại thấy thân kiếm đứt gãy. Mẹ nó, kiếm gãy rồi, Trúc Dương Châu không thể tưởng tượng nổi nhìn kiếm gãy. Đương, mũi kiếm rơi xuống đất phát ra tiếng giòn vang, hắn đã không còn nghe thấy. Ân, hắn nhất định đã mang theo kiếm giả, nhất định là thế, ha ha. Chết, hắn ném kiếm và xuất quyền tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn tùy ý ném kiếm gãy, phốc, tiêm máu bắn ra ngoài. Trúc Dương Châu kêu thảm, hắn bưng lấy cổ họng đứt gãy, chỉ gặp tay phải cũng bị bổ ra. Làm sao có thể, làm sao có thể, hắn hoảng sợ nói ra, hoàn toàn không thể tin vào mình lại tàn phế. Ai, ta vốn muốn khiêm tốn, vì sao ngươi lại chọc ta? Lăng Hàn lắc đầu, ngươi đang tự tìm đường chết, Ngươi khiêm tốn cái gì? Mười ngày nửa tháng, người từ thông mạch cảnh bước lên tiên đồ, đây gọi là khiêm tốn. Có khiêm tốn như ngươi sao? Ngươi là ai? Trúc Dương Châu Quát, ngươi không cần biết rõ. Lăng Hàn không có nói ra tên của mình, trên vùng đất này vô cùng có khả năng có A Hàm Phật ngủ say, đây chính là đại đế, cho dù đang ngủ say hay đang dưỡng thương, nhưng Lăng Hàn cũng không muốn chủ quan. Hắn xuất kiếm, Trúc Dương Châu bị chém thành hai đoạn, nhưng Lăng Hàn dùng hỏa diễm đốt Trúc Dương Châu thành cho tàn, Hắn không có động tới thi thể Lưu Gia, bởi vì việc này cần điều tra, có thể phát hiện là Trúc Dương Châu hạ thủ, mà Trúc Dương Châu từ nay mất tích, khẳng định đã bỏ trốn. Về phần tại sao Trúc Dương Châu muốn giết Lưu Gia, việc này cứ để người khác nghĩ, hắn lười biên cố sự. Tốt, nên đi kiếm điểm tích lũy. Chương 5110, từng bước tiếp cận, Lăng Hàn xuất động, hắn tìm kiếm khắp núi. Thần ý của hắn quá cường đại, chỉ cần hắn muốn biết, có người nào thoát được cảm ứng của hắn. Không lâu lắm, Hắn đã tìm được người đầu tiên, đối phương cũng không ngờ rằng Lăng Hàn lại đột nhiên xuất hiện, nguyên nhân trong tuyển thủ lần này, thực lực của hắn bài danh cao, cho nên chỉ có hắn nghênh ngang đi ra ngoài tìm người. Hiện tại đột nhiên gặp người đi tới, hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Rất tốt, người đã tự mình đưa tới cửa, hắn gật đầu, sau đó dùng tư thái cao ngạo nói: "Chủ động nhận thua đi." Lăng Hàn cười một tiếng, "Không có đánh qua, sao ngươi biết ta không bằng ngươi?" Ha ha, người kia cười to. Ngươi cho rằng, ta không có nhìn tư liệu học viện tranh đấu hay sao? Ngươi tên là Trương Hàn Quân, chỉ là Trúc Nhân Cơ. Mà hắn thì sao? Trúc Cực Cơ, tranh lệch hai tiểu cảnh giới, đây là nghiền ép. Lăng Hàn lắc đầu, sai, ta hiện tại là Trúc Thiên Cơ. Làm sao có thể, người kia không tin, a à, người không biết ta là thực linh thể sao? Lăng Hàn hỏi ngược lại, khóe miệng của người kia co giật, hắn đã nghe nói trong học viên tham gia lần này có thể chất đặc thù. Nhưng cho dù là thực linh thể, có thể dựa vào hấp thu năng lượng đột phá cảnh giới, dù sao cũng cần quá trình hấp thu nha. Giống như nước tràn đầy, người có thể làm đầy vải nước ngay lập tức sao? Hừ, cho dù ngươi là trúc thiên cơ, cũng thấp hơn ta một tiểu cảnh giới. Người kia cố gắng bảo trì thái độ cao ngạo, ta bại ngươi, dễ như trở bàn tay. Tới, Lăng Hàn cười nói, hắn thời điểm ở trúc nhân cơ đã có thể bại trúc cực cơ, hiện tại hắn không muốn quá khoa trương mà thôi. Người kia cười lạnh một tiếng, hắn xuất trưởng tấn công Lăng Hàn oanh lực lượng phun trào hóa thành một bàn tay lớn màu đen lăng hàn cười nhạt một tiếng hắn vung quyền bành rõ ràng hắn chỉ vận dụng lực lượng trúc thiên cơ hơn nữa còn là trúc thiên cơ bình thường một quyền của hắn lại có hiệu quả lấy điểm phá diện một kích này đánh nát một trường kia người kia giật mình nguyên nhân một quyền của lăng hàn đánh rất kỳ diệu vừa lúc đánh vào nơi lực lượng của hắn yếu nhất cho nên một kích này có hiệu quả lấy yếu thắng mạnh thế gian không có công kích hoàn mỹ khẳng định có sơ hở nhưng hắn có cảnh giới nghiền ép sơ hở này rất khó nắm bắt làm sao lại bị đánh chính xác như vậy đối thủ này không đơn giản hắn lại xuất kích tấn công lăng hàn lăng hàn phát động thân pháp hắn tận dụng mọi thứ và triển khai đánh trả hình ảnh chiến đấu của hai người thông qua máy giám thị truyền đi cũng bị rất nhiều người vây xem a à, người này hẳn là trúc nhân cơ mà tại sao có thể đánh khó phân thắng bại với trúc cực cơ sai 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 hắn đã bước vào trúc thiên cơ t đúng là kinh người Ha ha, người phải biết, gia hỏa này là thực linh thể, người sẽ không kinh ngạc như vậy. A, à, thì ra là thế, thể chất thực linh thể đúng là cớ hay, cho dù tu vi lăng hàn tăng lên bao nhanh cũng không bị hoài nghi. Nhưng gia hỏa này không chỉ dựa vào thể chất, đúng thế, công kích của hắn quá sắc bén, quá nhạy cảm với sơ hở, giống như căn bản không cần suy nghĩ, chỉ xuất quyền theo bản năng là có thể đánh vào nhược điểm của đối phương. Quá lợi hại, người vây quanh đều kinh hô, gia hỏa này nắm giữ năng lực chiến đấu vượt cấp chiến đấu trong cùng cảnh giới có thể kém một tiểu cảnh giới thắng đối phương thật sự chờ mong mọi người đều hiếu kỳ mọi người đều nhìn không rời mắt mà bọn họ cũng không có thất vọng hai người lăng hàn chiến đấu vô cùng đặc sắc cuối cùng lăng hàn bắt lấy sơ hở của đối thủ và đánh bại đối phương chiến đấu kết thúc người kia ảm đạm rời trận nơi này có máy giám thị hắn cũng không dám phá hư quy củ lăng hàn cười nhạt một tiếng chiến đấu như vậy là hắn cố ý kéo dài tiếp tục Hắn đi khắp núi tìm người khiêu chiến, có chút đối thủ tương đối mạnh, lang hàn áp chế lực lượng còn chút thiên cơ, có ba đối thủ hắn chỉ có thể thắng nhưng không giữ được người. Không có cách, hắn không thể dùng thân pháp siêu cường đuổi bắt. Ba ngày kết thúc, thời điểm thống kê điểm số, mới phát hiện có hai người chưa từng xuất hiện, sau đó phái người đi tìm, lại phát hiện một cỗ thi thể. Tin tức truyền ra, mọi người chấn kinh, chỉ là thi đấu mà thôi, thế mà có người chết rồi. Cha một cái phát hiện người này là lưu gia học viên của Thành Phúc Long, mà người mất tích chính là Trúc Dương Châu. Lại tra một cái, vết thương trên người lưu gia rõ ràng chính là Trúc Dương Châu lưu lại. Chuyện này rất rõ ràng, đây là Trúc Dương Châu giết người và bỏ trốn. Trúc Đài lập tức kêu oan, tìm người phân bia khắp nơi, con trai mình không phải là người như vậy. Nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, mặc hắn nói thế nào cũng không được. Kỳ thật, chuyện này không tính là oan uổng Trúc Dương Châu, bởi vì hắn cùng lưu gia thật muốn sát hại Lăng Hàn chỉ không thực hiện được mà thôi. Sau khi thống kê điểm số, Lăng Hàn xếp thứ nhất. Dù hắn chưa đánh bại ba đối thủ, nhưng người bị hắn đào thải nhiều nhất, cho nên hắn cũng hạng cao nhất. Ở đây, Trúc Đài không biết nên cao hứng hay không, nguyên nhân Võ Quán Thành Phúc Long từ trước đến nay suy yếu lâu ngày, mỗi lần dự thi đều chỉ đánh đấm cho có khí thế, hiện tại Lăng Hàn lấy được bài danh thứ nhất, từ đó tái hiện huy hoàng mấy ngàn năm trước, đây vốn là việc vui. Hiện tại còn hắn mang tội danh giết người bỏ trốn bị truy nã khắp thiên hạ, hắn làm sao cao hứng. Sau đó, Lăng Hàn và bốn người nữa sẽ tham gia so tài tấn cấp thành thị giáp cấp, nhưng hành trình của Trúc Đài cũng kết thúc, nếu hắn còn muốn đi thành thị giáp cấp, hắn chỉ có thể dùng thân phận du khách. Đối với biểu hiện của Lăng Hàn, nhàn nghiên cao hứng nhất, đợi tranh tài kết thúc đã kéo hắn đi khắp nơi trong thành Bạch Hà, cho dù nàng rất ít tới đây, đương nhiên nếu đã tới thì phải đi thăm thú các nơi. Nhưng thành Bạch Hà quá lớn, bọn họ đi không có phương hướng, còn bị nhan nghiên giật dây, bọn họ đi vào một đại viện to lớn. Bọn họ tiến vào một hoa viên. A, à, đột nhiên Nhan Nghiên kinh hô, nguyên nhân phía trước xuất hiện hình ảnh xấu hổ có một nam một nữ đang làm chuyện xấu hổ trong hoa viên. Mà phát hiện bị người ta phá vỡ chuyện tốt, nam nữ kia hô lớn và tách ra. Các ngươi là ai? Nam tử rất trẻ trung, hắn quát lăng Hàn cùng Nhan Nghiên, nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Nhan Nghiên thì lộ sắc tâm. Chương 5111, gợn sóng. Kỳ thật, chỉ cần lăng Hàn nguyện ý thần ý của hắn có thể bao phủ khắp thành, tùy tiện tìm được đường ra. Nhưng càng ngày càng tiếp cận hạch tâm Phật thổ, hắn càng ngày càng cẩn thận, tuyệt đối không tùy tiện vận dụng thực lực của mình. Cho nên, đi tới nơi nào thì đi tới nơi nào. Nhưng đánh vỡ chuyện tốt của người ta, hắn cũng cảm thấy lung túng. Các ngươi không phải người trong phủ, nữ tử kia vội vàng mặc quần áo vào, sau khi nhìn hai người lăng hàn và hô lớn. Thiếu lân, bọn họ là tặc nhân, hắc hắc, tặc nhân thật xinh đẹp, Nam tử trẻ tuổi không chút hoảng hốt, chỉ nhìn chằm chằm vào nhan nghiên, trong ánh mắt còn mang theo dục vọng. Hắn mới vừa bị người ta cắt ngang chuyện tốt, bây giờ nhìn thấy mỹ nhân như vậy, dục vọng của hắn lại sinh ra. Đây chính tự mình đưa tới cửa, nhan nghiên dùng hai tay bụng mặt, quá cay mắt, nàng là hàng hoa khuê nữ đấy. Chúng ta không phải tạc nhân, ta, chúng ta chỉ lạc đường. Nàng giải thích, dù sao cũng đối lý, ha ha, xâm nhập chu phủ ta, còn nói không phải tạc nhân nam từ trẻ tuổi lại cắn chặt không thả hắc hắc không muốn bản thiếu dẫn các ngươi đi nha môn các ngươi nên ngoan ngoãn nghe theo bản thiếu ân gặp gỡ sắc phôi lang hàn lắc đầu mở miệng nói ngươi và nàng không phải phu thê ân nhìn tuổi của nàng lớn hơn ngươi hơn nữa các ngươi lại hẹn hò sâu trong hoa viên hiển nhiên quan hệ của các ngươi không muốn bị người ta nhận ra theo ta đoán nữ nhân này chính là di nương của ngươi hắn vừa nói câu này sắc mặt nam nhân trẻ tuổi và nữ tử kia thay đổi. Khốn kiếp, đoán quá chuẩn, nữ tử này là tiểu thiếp thứ 17 của phụ thân tên nam tử trẻ tuổi, nguyên nhân khuê phòng tịch mịch, mà con trai sắc đảm ngập trời, thế là hai người thành chuyện tốt với nhau. Phải biết, chuyện này không thể lộ ra ngoài sáng, một khi lộ ra, khẳng định sẽ có người chết. Hừ, các ngươi tự tìm đường chết, gương mặt nam nhân trẻ tuổi biến sắc, hắn tràn đầy sát ý. Lăng Hàn phải chết, về phần nhan nghiên nha, có thể nhốt lại, Chơi chán rồi quyết định giết hay bán vào thanh lâu. Hắn trực tiếp giết tới gần và oanh kích Lăng Hàn. Trúc cực cơ, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, trực tiếp gia tăng thực lực lên cấp bậc trúc cực cơ. Hắn lười nhác đi chậm rãi, hắn đã thu được đệ nhất trong thi đấu, hắn thu được một gốc tiên dược ban thưởng, chỉ cần nói ăn vào sẽ đột phá, không phải sao. Hắn tùy ý mà làm, cũng chân áp người trẻ tuổi, trực tiếp dỡ dưới chân. Nhưng dù sao cũng là trúc cơ đọ sức, động tĩnh phi thường lớn, cũng có rất nhiều người chạy tới tình huống như thế nào mọi người đều sững sở đầu tiên hai nam nữ xa lạ là ai tiếp theo tại sao tam thiếu gia và thập thất di lại ở đây việc này làm người ta suy nghĩ nguyên man các ngươi là ai cao thủ hộ vệ xuất hiện và nhìn chằm chằm vào lăng hàn cùng nhan nghiên trước tiên thả tam thiếu gia ra, ra lăng hàn cười nói nếu ta thả hắn ra các ngươi sẽ xông lên đánh ta nhất định sẽ các ngươi xông vào nơi này làm hộ viện bảo tiêu nếu không phản ứng bọn họ có thể làm cái gì? Nhưng nếu trực tiếp nói ra, đối phương sẽ còn thả người sao? Có chuyện gì từ từ nói? Tên cao thủ hộ viện vội vàng Trấn An Lăng Hàn, người cũng đã biết, đây chính là Chu Gia. Chu Lão Gia chúng ta chính là nhạc phụ của thành chủ đại nhân. Gương mặt xinh đẹp của nhan nghiên hơi biến sắc, nếu như đối phương chỉ là tiểu gia tộc, nàng chỉ cần lộ ra thân phận là có thể bãi bình. Là thành chủ thành thị ất cấp, dĩ nhiên cao hơn phụ thân nàng một cấp, nha, Lăng Hàn gật gật đầu, đến lúc này chúng ta cũng không thể giấu giếm thân phận kỳ thật chúng ta là người chu lão ra các người mời tới điều tra chúng ta tìm hiểu thế thiếp nào vụng trộm bên ngoài ai không nghĩ tới kẻ trộm không phải người ngoài mà là người mình ngàn phòng vạn phòng ăn trộm khó phòng nghe lăng hàn nói xong tất cả mọi người giật mình có người gật đầu bọn họ lúc trước còn hiếu kỳ vì cái gì tam thiếu ra và thập thất gì sẽ xuất hiện ở chỗ này phải biết nơi này trừ hoa chính là cây ngay cả ghế dựa cũng không có, cô nam quả nữ chạy tới nơi này làm cái gì? Hiện tại nghe Lăng Hàn nói như vậy, tự nhiên xác nhận phỏng đoán của bọn họ. Đúng là gia hỏa không biết xấu hổ, dám cho phụ thân đội nón xanh. Không, các ngươi không nên tin hắn, Thập Thất Di vội vàng giải thích, lúc trước vì quá vội vàng nên nàng chỉ kéo quần áo lên, còn chưa chỉnh lý tốt, vừa nhìn đã thấy quần áo không chỉnh tề. Cho nên, nàng giải thích vô lực yếu ớt, về phần Tam thiếu gia kia hắn đang bị lăng hàn dẫm ở dưới chân, căn bản nói không ra lời. Được rồi, người giao cho các ngươi, thù lao chúng ta sẽ tìm lão ra đòi, không cần tiễn. Lăng hàn nháy mắt với nhan nghiên, hai người chạy đi. Hắc hắc, nếu người cũng đã đến, đi vội vã làm gì? Đến nội viện uống chén trà, cao thủ hộ viện cản đường, thân phận hai người này không rõ, bọn họ nói ai tin. Nếu thả người rời đi, hắn làm sao chịu được, lần sau lại uống đi. Lăng Hàn đưa tay giao thủ với hộ vệ, cũng đẩy lui đối phương và tiến ra ngoài. Cao thủ hộ viện chỉ là chút cực cơ mà thôi, hắn làm sao ngăn cản Lăng Hàn. Nương hắn ghi nhớ hình dáng của hai người Lăng Hàn, chờ sau đó thông báo phủ thành chủ, tự nhiên sẽ truy nã khắp thành. Lăng Hàn cùng Nhan Nghiên chạy ra khỏi chu phủ và tìm đúng đường về võ quán. Nghĩ đến vừa rồi, Nhan Nghiên che miệng cười duyên, mặc dù quá trình cảm thấy khó xử, nhưng vẫn chơi rất vui. Nhưng không lâu sau đó, quả nhiên khắp thành đều dán chân dung của bọn họ, phủ thành chủ phát động truy nã nhằm vào bọn họ. Lúc này, người hộ đạo của Nhan Nghiên không thể không ra mặt, sau khi hắn hỏi rõ tình huống, lấy ra ấn ký chính thức của thành Phúc Long, hắn tiến vào thành chủ phủ tiến hành giải thích. Sau khi hắn đi ra ngoài, truy nã cũng bị thu lại, dù sao, thành chủ thành bình thường chỉ thấp hơn thành chủ thành thị ất cấp một cấp mà thôi, hơn nữa, chuyện này cũng là hiểu lầm. Lăng Hàn chờ võ quán chọn ra 5 người đứng đầu, sau khi nghỉ ngơi vài ngày sẽ lên đường đi tới thành thị giáp cấp bọn họ hội hợp với năm học viên khác, cũng đi tham gia tỉ thí võ quán. Khoảng cách xuất phát còn 5 ngày, mỗi người đều tự do hoạt động, đợi sau khi xuất phát, bọn họ sẽ không thể hành động tùy ý. Lăng Hàn chờ ở võ quán một ngày, hắn lại bị nhan nghiên kéo ra ngoài chơi. Trương Hàn Quân, nếu ngươi có thể tiến vào tịnh địa, có thể quên ta hay không? Đại tiểu thư tùy hứng hỏi, có vẻ hơi yêu sầu. Tiếp xúc nhiều ngày như vậy, nàng phát hiện Lăng Hàn càng ngày càng thần bí khó hiểu, từ đó nàng có cảm giác sắp mất đối phương. Chương 5112, bước cung, sẽ Lăng Hàn không chút do dự trả lời. Hắn vừa nói ra lời này, Nhàn Nhiên trung quy chỉ là một người đi đường, huống chi hắn còn dùng thân phận Trương Hàn Quân làm việc, Nhàn Nghiên nhìn thấy, hiểu biết không phải là hắn chân chính. Lại nói, hắn cũng không phải đến tán gái, cho nên, cho đối phương hy vọng giả dối, còn không bằng giải quyết dứt khoát. Nhàn Nhiên sững sờ, không nghĩ tới Lăng Hàn lại trực tiếp như vậy, sắc mặt nàng trắng bệch a à, nàng che mặt rời đi lang hàn cũng không có đuổi theo vừa vặn mượn cơ hội đứt mất liên hệ với nhan nghiên dù sao hắn sẽ lẻn vào chúng sinh trì hắn đứng lên dự định đi về võ quán lần này hắn thu được vị trí thứ nhất trong thi đấu hắn tự nhiên sẽ có ban thưởng đó là cơ hội tiến vào tiểu chúng sinh trì trong thành bạch hà có thể tu luyện trong đó ba ngày thành bạch hà có phật tháp có thể tụ tập nguyện lực trải qua trận pháp hoặc pháp khí chuyển đổi những nguyện lực này sẽ hóa thành năng lượng dịch vô cùng tinh khiết võ giả tu luyện bên trong sẽ có rất nhiều chỗ tốt đáng tiếc là tiểu chúng sinh trì lang hàn cảm thấy tiếc nuối tiểu chúng sinh trì chắc chắn sẽ không bằng chúng sinh trì chân chính nếu không hắn có thể một lần hút cái no bụng sau đó thôi phát hạt giống biến thành thánh hỏa nhưng đây là cơ hội tăng lên quang minh chính đại sáng sớm ngày mai hắn tiến vào tiểu chúng sinh trì tu luyện chờ hắn đi ra hắn sẽ cùng chiến đội thành bạch hà đi tới thành thiên dụ đó là thành thị giáp cấp tham dự tấn giai chiến thật tổn thương lòng nữ nhân như vậy cũng không quá tốt sau lưng có giọng nói nam tử vang lên lang hàn xoay người lại chỉ thấy một nam tử trung niên xuất hiện trong bóng tối quán chủ võ quán thành phúc long trúc đài lang hàn cười nhạt một tiếng ta và nàng không thích hợp không thử thì sao biết không thích hợp trúc đài hỏi a à, người bát quái như vậy khi nào nếu không trúc đại nhân người thử lang hàn cười nói ta làm sao có thể trúc đài bật cười không thử làm sao biết không thích hợp lang hàn nói lời này oán hận, Trúc Đài không vui, nói, Trương Hàn Quân, người có phải quá vinh váo đắc ý hay không? Dám nói chuyện với ta như thế, Lăng Hàn lắc đầu, trên thân Trúc Đại Nhân mang theo sát khí, cho nên. Trúc Đài kinh ngạc, người cũng nhìn ra, nếu bị nhìn ra thì hắn không cần ngụy trang, nói. Dương Châu mất tích, có phải liên quan tới người hay không? Vì cái gì Trúc Đại Nhân nghĩ như vậy? Lăng Hàn hỏi, hư, khi đó ba người các người cùng tiến vào núi sâu, cho dù trong hình ảnh cuối cùng, ba người các ngươi cũng không có tách ra. Trúc Đài nói, cuối cùng chỉ có một mình ngươi đi ra, chẳng lẽ không khả nghi sao? Lăng Hàn nhún vai, nếu quả thật như Trúc Đại Nhân nói, việc này nên do võ quán thành Bạch Hà điều tra nha. Hừ, ngươi là thực linh thể, quý giá cỡ nào? Trúc Đài cắn răng nói, chính là nói Lăng Hàn là nhân tài khó gặp, đối với việc lưu Gia bị giết chỉ điều tra đại khái, ngược lại Trúc Dương Châu là người bị tình nghi lớn nhất, trước tiên truy nã người này là được rồi ngươi giấu dương châu ở đâu rồi hắn cao giọng quát lớn lăng hàn cười một tiếng chúc đại nhân muốn động thủ sao không sai chúc đài lạnh lùng nói ta sẽ cầm bắt ngươi nghiêm hình tra tấn ngươi nhất định sẽ nói ra chân tướng lăng hàn lắc đầu nếu nghiêm hình tra tấn ép hỏi ra như vậy cần điều tra làm gì ta chỉ cần ép hỏi ra tung tích của dương châu tìm ra dương châu đối chất chân tướng đương nhiên mọi chuyện sẽ rõ ràng chúc đài nói lăng hàn nói nói rất hợp lý nhưng mà thứ nhất vạn nhất ta không có quan hệ trúc đại nhân định làm như thế nào giết ta diệt khẩu sao thứ hai trúc đại nhân ngươi không nghĩ một khả năng đó chính là ngươi có đánh thắng ta hay không trúc đài cắn răng vạn nhất việc này thật không có quan hệ với lăng hàn hắn hãm hại một thiên tài hắn hoặc là lưu lạc thiên nhai hoặc là giết người diệt khẩu đi liều một lần có may mắn qua ải hay không nhưng vì con trai hắn nguyện ý mạo hiểm xuất thủ về phần có đánh thắng lăng hàn hay không ha ha đây là nói đùa sao? Trương Hàn Quân, người có thực linh thể thì có thể coi trời bằng vung. Hắn cười lạnh nói, ta chính là sinh đan cảnh. So với trúc cơ, hắn nắm giữ ưu thế hai đại cảnh giới, trong giới võ đạo, đừng nói tranh lệch một đại cảnh giới nghiền ép, cho dù là tiểu cảnh giới cũng khó vượt qua. Lăng Hàn ngoác ngón tay, đến, nhan nhiên đối thoại tư mật với hắn, cố ý chọn một rừng cây nhỏ, việc này cũng sáng tạo cơ hội tuyệt hảo cho trúc đài, bằng không hắn khẳng định sẽ chờ Lăng Hàn tới nơi hẻo lánh mới có thể ra tay trúc đài lập tức giận dữ hắn đường đường sinh đan cảnh thế mà bị một tên trúc cơ nho nhỏ khiêu khích như thế tưởng đất cũng phải tức giận hắn không hề nói nhảm trực tiếp xuất thủ một trưởng chế trụ lăng hàn hắn muốn mang tới nơi bí mật hơn nghiêm hình tra tấn hắn tin tưởng vững chắc con trai của mình khẳng định sống hắn chỉ bị lăng hàn nhốt ở chỗ nào đó lăng hàn đưa tay hắn bắt lấy cổ tay của trúc đài ngươi lấy dũng khí trúc đài còn chưa nói hết câu đã phát hiện cổ tay của mình đã nằm trong tay của lăng hàn bắt lấy rất nhẹ nhõm, giống như hắn chủ động đưa tay cho Lăng Hàn. Hắn cúi đầu nhìn xuống, lại ngẩng đầu nhìn Lăng Hàn, trên gương mặt mang theo kinh ngạc. Hoàn toàn không thể tiếp nhận, vì cái gì phụ tử các ngươi luôn ỉ mạnh khinh người như thế. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi, ngươi, vì sao tu vi của ngươi? Trúc Đài run giọng nói, vào lúc này hắn cảm ứng được trên thân Lăng Hàn bộc phát khí tức làm cho hắn tuyệt vọng. Đây là nghiền ép tuyệt đối, ta, Lăng Hàn nghĩ nghĩ, khó mà nói tu vi chính là tu vi, cái gì gọi là khó nói. Trúc Đài nổi giận, hắn đã như thế, Lăng Hàn còn đùa với hắn. Lăng Hàn cười nói, ta là tôn giả thập ngũ tinh, người nghe nói qua chưa? Ta đương nhiên biết rõ tôn giả, nhưng mà tôn giả thập ngũ tinh là cái quỷ gì? Tôn giả chỉ có từ nhất tinh tới cửu tinh, Trúc Đài càng tức giận, quả nhiên, người đang đùa giỡn ta. Lăng Hàn thở dài, tại sao có nhiều người oán hận như thế, tại sao ta nói thật không có ai tin? Ai, trở về đánh lão hắc, đều là hắn làm hư ta. Tâm niệm lăng hàn vừa động, oanh, thiên đạo hỏa thiêu trúc đài thành cho tàn, không lưu lại bất cứ thứ gì trên đời. Sau đó, hắn thu liếm tất cả khí tức, cũng không khác biệt gì với trúc cực cơ và đi về hướng võ quán. Hắn phải nhanh chóng kết thúc việc lần này, tấn cấp thánh vị, khi đó hắn mới có thể thật sự cạnh tranh với các vương giả trẻ tuổi đương đại. chương năm 1113, chờ ta ba ngày. Trúc đài tử vong không gây ra chút phản ứng nào nguyên nhân võ quán tranh tài đã kết thúc theo ý nào đó mà nói hắn phải quay về thành phúc long cho nên hắn mất tích là việc rất bình thường trở về chứ sao chờ thời điểm chân chính phát hiện trúc đài mất tích lăng hàn đã đi tới thành thiên dụ từ lâu thậm chí còn tiến vào vương đô có ai cha lên đầu của hắn ngày thứ hai lăng hàn mang theo lệnh bài tới phật tháp bằng khối lệnh bài này hắn có thể tu luyện trong chúng sinh chỉ ba ngày thành bạch hà rất lớn nhưng tốc độ của hắn cũng rất nhanh, cho dù không thể đạt tốc độ bình thường nhưng hắn cũng là chút cực cơ. Chỉ chốc lát, hắn đã đi tới dưới Phật Tháp, tòa Phật Tháp này vô cùng cao lớn, có xu thế xuyên mây xé trời, nguyên nhân nguyện lực chúng sinh quá nồng đậm hóa thành hào quang bảy màu, làm cho tòa Phật Tháp này càng có vẻ thần thánh. Cho dù ở bên ngoài Phật Tháp vẫn có rất nhiều tín dân thành kín cung cấp từng sợi tín ngưỡng lực. Lăng Hàn luôn luôn không nghĩ ra, nếu tuyệt địa chi chủ triệt để đối lập với dương gian, vì cái gì còn bảo lưu lại địa bàn, không giống hải hoàng, làm người cô đơn, chỉ lưu một tên đế tử sao. Được rồi, không nghĩ, lăng hàn lượn quanh một lần, hắn đi tới cửa chính. Nơi đó có một loạt bậc thang đi lên, nó chỉ có vài trăm bậc, phần cuối chính là cửa lớn Phật Tháp. Lăng hàn đi lên 10 bậc và lướt nhìn một đám người. Nơi này người đến người đi, cho nên nhìn thấy nhiều người hơn nữa cũng không kỳ lạ, nhưng trong đám người này có một người quen với hắn. Chu Thiếu Lân, đó là gia hỏa cho phụ thân mình đội nón xanh. Là ngươi, Chu thiếu lân cũng nhìn thấy Lăng Hàn, hắn giận không có chỗ phát tiết, lập tức lao tới như ăn thịt người. Thiếu lân huynh làm sao vậy? Người đứng bên cạnh hắn đuổi theo hắn. Trương Hàn Quân, không nghĩ tới lại gặp người tại đây. Chu thiếu lân không để ý tới mọi người, há nghiến răng nghiến lợi nói với Lăng Hàn. Lăng Hàn gật đầu, ngược lại thật không nghĩ tới, ngươi vụng trộm với nữ nhân của phụ thân mình, thế mà ngươi không bị cắt đứt cái chân thứ ba. Tê, người xung quanh đều hít khí lạnh, bọn họ đã nghe được một ít phong thanh. Nhưng đều là tin đồn, hiện tại chính tai nghe Lăng Hàn nói đều chấn kinh. Có ít người khinh thường, Chu Thiếu Lân đội nón xanh cho phụ thân của mình, quả thực là cầm thú trong cầm thú, nhưng cũng có một ít người hâm mộ, loại chuyện này thật kích thích. Chu Thiếu Lân giận dữ, đây là sỉ nhục của hắn, lại bị Lăng Hàn nói ra trước mặt mọi người. Hải Đông, giúp ta một việc, đánh tiểu tử này một trận. Hắn nói với thanh niên bên cạnh, như Hải Đông chính là đệ nhất cao thủ trong bọn họ, đã bước vào chú đỉnh. Chú đỉnh đấu trúc cơ cho dù thiên phú của ngươi cao hơn nữa thì thế nào như hải đông gật đầu hắn cất bước tiến lên mặc dù hắn có cảnh giới cao hơn nhưng xuất thân lại không bằng những người khác chính hắn lại tới từ một tiểu gia tộc dựa vào thiên phú võ đạo cao mới có thể lẫn vào trong hàng ngũ này cho nên hắn không có khả năng cự việt chu thiếu lân thỉnh cầu xin lỗi như hải đông lập tức vung quyền tấn công lăng hàn ai lăng hàn thở dài chẳng lẽ thân phận của mình sẽ bại lộ cho nên hắn chỉ có thể xoay người chạy mục tiêu phật tháp tất cả mọi người đều sững sờ không nghĩ tới lăng hàn dám chạy tới phật tháp phải biết trong nội tâm của mọi người ở nơi này phật tháp là thần thánh không thể khinh nhờn nếu ngươi dẫn chiến hỏa lên phật tháp lúc đó sẽ bị ngàn người chỉ trỏ ngày sau tuyệt đối không có đất dung thân ngươi thật to gan lớn mật chu thiếu lân nói hắn vung tay lên kêu gọi Nhiêu hải đông cùng đuổi theo Nhiêu hải đông sửng sốt một chút hắn vẫn đuổi theo lăng hàn chạy sau đi tới cửa phật tháp chỉ thấy cửa ra vào có hai tên tăng lữ đang ngồi, đang dùng ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn hắn. Phật môn thanh tịnh, không được càn rỡ, bọn họ đều dùng ngữ khi ác liệt nói ra. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn lấy lệnh bài ra, ta là tới ngâm, ách, tiến vào chúng sinh chỉ tu luyện. Lúc này, chủ thiếu lân, như Hải Đông cũng đã đuổi tới, nhưng ở trước mặt hai tăng lữ, bọn họ không dám làm càn. Ở bên trong Phật thổ, tăng lữ lại được xưng là khổ hạnh tăng, một lòng phụng dưỡng Phật tổ, cả đời không cưới gả, cho nên địa vị tăng nữ cũng phi thường cao cho dù là thành chủ cũng không tùy tiện đắc tội một tên tăng nữ tiếp nhận lệnh bài sau khi nhìn và gật đầu đi vào đi lăng hàn đi vào cửa sau đó quay đầu cười nói chờ ta ba ngày tái chiến có dám không đừng nói ba ngày cho dù là ba mươi ngày bản thiếu cũng muốn đợi đến lúc ngươi xuất hiện chu thiếu lân cắn răng nói sau đó vung tay lên mang theo Ngưu hải đông đi tới dưới bậc thang chờ hắn cũng không dám chắn cửa phật tháp nhưng chỉ cần lăng hàn ra tới, hắn nhất định sẽ đánh ra hỏa này thật sảng khoái. Thiên tài võ quán thì thế nào, hắn cũng không phải giết người hay phế đi đối thủ, với thân phận em vợ của thành chủ, chẳng lẽ còn có người dám làm khó hắn sao? Chờ, sau khi lăng hàn tiến vào, nhanh chóng có một tiểu sa di đi tới chỉ dẫn hắn đi tới chúng sinh trì. Bọn họ đi xuống dưới, sau khi đi 18 tầng thì phía trước rộng rãi trong sáng, trước mặt là một cái ao lớn. Ao nước đang sôi trào, nhưng có thể thấy rõ ràng, đó không phải là nóng quá mà sôi trào, mà là nhân khí. Thí chủ mời, tiểu Sa Di nói, ba ngày sau, tiểu Tăng sẽ đến mời thí chủ rời đi. Lăng Hàn gật đầu, hắn không do dự nhảy vào trong hồ nước. Hắn đang cảm ứng, muốn thăm dò rõ ràng làm cách nào chuyển hóa tín ngưỡng lực thành năng lượng thuần túy, nếu như hắn cũng có thể mô phỏng, sau này người bên cạnh hắn sẽ không cần sầu vì không có năng lượng tu luyện. Về phần hấp thu lực lượng trong nước hồ, chút lòng thành, lấy khẩu vị của hắn hắn chỉ hút hai ba lần là sạch sẽ lăng hàn thả ra thần thức hắn cẩn thận quan sát tỉ mỉ tín nhiệm của chúng sinh đang tụ tập trong phật tháp sau đó bị chuyển hóa hóa thành tia nước nhỏ cũng chảy vào các đường ống và tụ tập tại đây nhưng tình huống chuyển hóa cụ thể như thế nào lăng hàn vẫn không thể mò được rõ ràng có lẽ việc này dính đến thủ đoạn của đại đế vậy thì không phải ta hiện tại có khả năng dòm ngó lăng hàn nghiên cứu gần nửa ngày hắn từ bỏ tiếp tục nghiên cứu hắn bắt đầu hấp thụ chúng sinh lực, kỳ thật hắn cũng không phải thực linh thể, nhưng thứ nhất, hắn cảnh giới quá cao, thứ hai, thức hải của hắn còn có một viên hạt giống thánh hỏa, đây chính là cái dạ dày không đáy, không biết còn vượt qua thực linh thể bao nhiêu lần. Cho nên, mặc kệ người có bao nhiêu năng lượng, ta sẽ thu hết. Oanh, hắn thả ra hấp lực hấp thu nguyện lực, nhưng toàn bộ Phật tháp lại phát ra tiếng vang giống như sắp sụp đổ. T, lang hàn nhe răng, năng lượng trong ao nước quá ít, hắn còn chưa hoàn toàn buông tay buông chân, chỉ là hấp thụ một chút, kết quả thế nào? Năng lượng trong hồ đã giảm đi một phần ba, cũng bởi vì quá nhỏ. Ai, cho nên chỉ có thể gọi là tiểu chúng sinh trì. Chương 5114, Lục đỉnh. Hưu hưu hưu, một bóng người bay tới, đều là tăng lữ tiềm tu bên trong Phật tháp. Bọn họ cảm ứng được Phật tháp rung động lớn, cũng phát hiện chúng sinh trì đang giảm bớt rất nhanh, đương nhiên sẽ chạy tới nơi này xem xét tình huống. Xảy ra chuyện gì? Một tên tăng lữ giống như thủ lĩnh hỏi, chúng chúng sinh trì, có người chỉ về đằng trước, ngón tay đang phát run. Có thể nhìn thấy rất rõ ràng, nguyên bản ao nước tiếp cận bờ ao, nhưng còn bây giờ thì sao? Trực tiếp giảm một phần ba, ngóa, là người này hấp thu, t hắn là ai? Đứng đầu tỉ thí võ quán, thực linh thể, thực, thực linh thể, biết rõ là thực linh thể, vì sao còn cho hắn đi vào? Ách, theo lệ cũ. Người đứng đầu mỗi lần tỉ thí đều có tư cách tiến vào chúng sinh trì tu luyện ba ngày, hẳn là có sơ sót. Đúng vậy, có ai nghĩ tới một thực linh thể lại yêu nghiệt như thế? Nhanh, nhanh vớt hắn ra, bằng không chúng sinh trì sẽ bị hắn hút sạch sẽ. Mọi người tranh thủ mang lăng hàn ra khỏi chúng sinh trì, chỉ, chỉ mới một lúc mà năng lượng giảm đi một phần ba. Lăng hàn thở dài, năng lượng bên trong chúng sinh trì quá ít. Nghĩ lại cũng bình thường, dù sao chỉ là tụ tập tín dân của 17 thành và thành bạch hà mà thôi, hơn nữa còn bị đám tăng nhân sử dụng, còn có thể thừa lại bao nhiêu. Ba ngày đã tới hắn kháng nghị một lần, đi đi đi, người muốn hút khô chúng sinh chỉ hay sao? Đám tăng lữ đều nhìn hắn như mãnh thú hồng hoang, trực tiếp đuổi người. Lăng Hàn nghe răng, hắn bố trí chưa sụp đổ, vì cái gì còn kéo thù hận như thế? Lăng Hàn đi ra ngoài, hắn vừa đi vài bước, khí tức trên thân đột nhiên sinh ra ba động. Chú đỉnh cảnh, những tăng lữ này là nhân chứng tốt nhất, kết quả, những tăng lữ này càng phiền lòng, người thì tốt rồi, trực tiếp bước lên một đại cảnh giới, cái giá lớn là gì? chúng sinh chỉ ít đi một phần ba năng lượng, bọn họ đuổi hắn như đuổi ta, đuổi Lăng Hàn ra cửa lớn. Cần thiết hay không, Lăng Hàn lắc đầu, xoay người lại, hắn đi ra ngoài. Ha ha, thì ra người bị đuổi ra, Chu thiếu lần nhìn thấy Lăng Hàn đi ra, trên mặt mang theo kinh hỉ. Hắn hiện tại đã biết rõ Lăng Hàn là thực linh thể, cho nên, hắn sợ ba ngày sau Lăng Hàn đột nhiên tiến vào chú đỉnh cảnh, khi đó rất khó đánh ngã đối phương. Nhưng chưa bao lâu Lăng Hàn đã đi ra, hơn nữa còn bị đuổi ra nói rõ cái gì gia hỏa này khẳng định đã làm ra hành động gì đó chọc giận những tăng lữ kia cho nên mới bị đuổi ra như vậy mà nói lăng hàn hiện tại vẫn là chúc cơ cảnh hắc hắc lăng hàn nhìn chu thiếu lân lắc đầu tôm tép nhãi nhép người còn không cút con vịt chết mạnh miệng chu thiếu lân hừ một tiếng hải đông đánh cho ta đánh cho càng nặng càng tốt được như hải đông nhanh chân tiến lên ép bước lăng hàn lần này cho dù lăng hàn lại chạy đi phật tháp cũng sẽ bị người ta đuổi ra Lăng Hàn cười một tiếng, ngươi nhất định phải nối giáo cho giặc, ngươi miệng tiện, như hải đông cười lạnh, sau đó hắn tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn tùy ý vung tay, ba, như hải đông bị đánh ngã nằm dưới đất, hắn không cách nào bỏ dậy. Khốn kiếp, đây là chuyện gì? Chu Thiếu lân ngây người, hoàn toàn không thể tiếp nhận, đây là tình huống như thế nào? Lăng Hàn rất tốt bụng giải thích một câu, ta lại đột phá, hiện tại là chú đỉnh, hơn nữa còn là lục đỉnh. Hắn rất tùy ý định ra một cảnh giới cho mình, ngược lại chúng sinh chỉ ít đi một phần ba năng lượng mới tăng lên lục đỉnh, việc này cũng giải thích thông suốt. Dù sao, trên đời này chỉ có một mình hắn là thực linh thể, dù sao cũng không có bằng chứng tham khảo. Cái này, chu thiếu lân ngây ngốc, người đi vào một vòng, trước trước sau sau không cao hơn ba giờ đã đột phá. Hơn nữa, chẳng những đột phá đại cảnh giới, hơn nữa còn đột phá cực hạn chú đỉnh. Nhưng nếu không phải như thế, giải thích thế nào việc ngưu Hải Đông bị một tát đánh ngã? Đây là nghiền ép tuyệt đối ngươi, 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 hắn ngươi một lúc lâu cũng không nói ra được lời nào. Lăng Hàn đi qua, cũng tắt hắn một cái, lại chọc ta, ta chém đầu của ngươi, nếu không phải bố trí không thể sụp đổ, hắn đã sớm bóp chết con dẹp này. Chu Thiếu Lân không dám thả cái rắm hắn đã bị Lăng Hàn dọa sợ. Lăng Hàn trở lại võ quán, tin tức hắn liên tiếp đột phá cũng truyền ra, trực tiếp làm quán chủ võ quán im lặng. Mấy ngày tăng lên một đại cảnh giới, quả thực như đang nằm mơ thực linh thể quá yêu nghiệt. Lại hai ngày sau, đội ngũ người người xuất phát, lần này do một quán chủ dẫn đội. Bên ngoài thành, nhàn nhiên nhìn đám người lăng hàn biến mất, qua thật lâu vẫn không rời đi. Tiểu thư, chúng ta trở về đi, người hộ đạo xuất hiện, hắn nói nhỏ, nhàn nhiên gật đầu, có ít người giống như chân long, một khi bay lên sẽ bay thẳng chín tầng trời, sẽ cách nàng quá xa, hai người căn bản không phải người cùng thế giới. Từ thành Bạch Hà đi thành Thiên Dụ, đường xá rất xa xôi. Bọn họ đi 19 ngày mới đến nơi, so sánh với nhau, thành thiên dụ còn rộng lớn hơn rất nhiều, mà Phật tháp cao to hùng vĩ. Một đoàn người hoàn thành đăng ký, sau đó vào thành, cũng tiến vào võ quán nơi này, sau đó chờ đợi thi đấu tấn giai bắt đầu. Thi đấu tấn giai lần này trọng yếu hơn nhiều, nếu biểu hiện đặc sắc sẽ được võ quán thành thiên dụ trực tiếp thu nhận làm học viên. Phải biết, đây chính là thành thị giáp cấp, tu luyện trong võ quán nơi này sẽ có rất nhiều tài nguyên. Bởi vậy, các đội viên đều xuất động đi thu hoạch tư liệu đội ngũ tham gia thành hàng thiên xuất hiện một thiên tài tu vi tứ đỉnh thành đại vân càng châu bò có ngũ đỉnh thành thiên má cũng có học viên ngũ đỉnh mọi người đều kinh hô so sánh với nhau thành thiên dụ bọn họ còn yếu hơn nhiều người mạnh nhất cũng chỉ vừa phá cực hạn đạt tới tứ đỉnh ách bọn họ lại nhìn lên người lăng hàn suýt nữa quên mất ra hỏa này lục đỉnh không có cách ai bảo tu vi lăng hàn tăng nhanh có ai ngờ ra hỏa hôm qua là chúc cơ qua ngày hôm sau đã là chú đỉnh hơn nữa còn là lục đỉnh. Bọn họ đều kinh ngạc, chẳng lẽ Lăng Hàn lại cười đến cuối cùng. Đây là việc phá kỷ lục, nguyên nhân người mới giống Lăng Hàn nhiều lắm chỉ trổ hết tài năng tại thành thị bình thường, muốn thắng trong đọ sức ở thành thị ất cấp cũng cần thời gian 3 năm. Không có cách khác, tu vi không đủ, nhưng trong thiên hạ có thể chất biến thái như thực linh thể, trực tiếp giúp Lăng Hàn tăng vào đại cảnh giới trong thời gian ngắn. Hiện tại, tu vi của hắn là cao nhất, hắn có thể thắng tới cuối cùng. T các người xem, thành đại mã có kẻ biến thái hơn. Mạc Thái Bình, thất đỉnh, tất cả mọi người kinh hố tòng những thành viên tham dự có cái tên Mạc Thái Bình ở phía sau, cũng viết hai chữ thất đỉnh. Trường 5115, thể chất đặc thù. Ánh mắt của mọi người lại nhìn lên người Lăng Hàn, lần này mang theo một tia đồng tình. Lăng Hàn vốn có thể nghịch thiên, nhưng bây giờ lại xuất hiện đối thủ. Thất đỉnh đấy, cho dù thực linh thể châu bò, đột phá cảnh giới cũng nhanh nhưng cũng không đại biểu đánh vỡ từng cực hạt. Bởi vì đây là hai việc khác nhau. Đều đã là chú đỉnh, muốn đột phá sinh đan cần năng lượng to lớn cỡ nào. Cho nên, Lăng Hàn hiện tại đột phá sinh đan khả năng rất nhỏ, cũng cần thời gian dài, cho nên hắn chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của Mạc Thái Bình. Bọn họ lại đi tìm hiểu một lần, đạt được càng nhiều tin tức liên quan tới Mạc Thái Bình. Người này năm nay chỉ có 29 tuổi, thật sự là thiên địa đại khí vận, không đến 30 tuổi đã là thất đỉnh. Đúng vậy, so với người dựa vào thể chất thì hắn mới trâu bò. Nghe nói, hắn ở thành đại mã nhiều lần khiêu chiến vượt cấp, chẳng những quét ngang cùng dai, còn khiêu chiến vượt qua hai dai. Đây mới là thiên tài nghịch thiên, như lang hàn chỉ là thực linh thể, chờ đạt tới chân ngã đỉnh phong thì không thể dựa vào thể chất để thăng, trái lại mà Thái Bình bị lang hàn vượt qua trong thời gian ngắn, nhưng cuối cùng sẽ vượt lên. Nguyên nhân võ đạo cần căn cơ vững chắc, cần bước đi vững vàng. Lăng Hàn không có để ý, hắn là tôn giả thập ngũ tinh, hắn cần chấp nhận với đám người này. Hắn hiện tại truy cầu chính là thôi phát hạt giống thánh hỏa, thành tựu thánh vị. Cho nên, chỉ cần có thể tiến vào chúng sinh chỉ là được rồi. Càng ngày càng nhiều đội ngũ thành thị ất cấp chạy tới, 7 ngày sau sẽ tiến hành thi đấu. Quy tắc không khác với những lần trước, hay là đánh bại đối thủ, kiếm lấy điểm tích lũy, nhưng còn có thêm hạng mục cướp cờ. Bốn người có điểm tích lũy cao nhất sẽ qua ải, hơn nữa người còn tìm được cờ xí và nắm giữ đến khi tranh tài kết thúc, khi đó người cầm cờ xí sẽ cùng bốn người đứng đầu đi vương đô tranh tài nếu như điểm tích lũy xếp trước bốn lại lấy được cờ xí sẽ không có kẻ thứ năm tham gia từ đó sẽ gia tăng thêm biến số cũng không phải chỉ có thể dựa vào chém giết nhưng cờ xí cũng không dễ đoạt nguyên nhân bản thân cờ xí phát sáng và bay thẳng lên bầu trời cho dù cách xa cũng thấy rõ ràng cho nên một khi thành công cướp cờ sẽ bị nhiều người truy sát muốn bảo chỉ đến kết thúc tranh tài là quá khó khăn một đêm đi qua tranh tài bắt đầu Giống như lần trước, lấy thành thị làm đơn vị, các đội ngũ phân biệt tiến vào núi rừng, có tìm vị trí thích hợp, trốn thì tốt, phục kích cũng tốt, chỉ cần lúc chiến đấu không giết người, không trọng thương đối thủ là được. Lần này số người dự thi tăng thêm, chẳng những số người đội ngũ mở rộng đến 10 người, hơn nữa đội dự thi ngũ phần lớn đều đạt mấy chục đội ngũ, tổng số người gần 500. Tiến vào trong thi đấu, đội ngũ của Lăng Hàn nghênh ngang mà đi. Thật không cần sợ, bọn họ có cao thủ lục đỉnh như Lăng Hàn cho nên bọn họ sẽ đứng ở vị trí thứ hai. Cho nên, chỉ cần gặp được đội ngũ Mạc Thái Bình, bọn họ không cần sợ gì cả. Đội ngũ người người đi tìm kiếm, nhưng mà vị trí tranh tài là dãy núi to lớn, 500 người ném vào trong đó như cá vào biển rộng, tìm ra thật khó khăn. Ngày kế, bọn họ tao ngộ ba chi đội ngũ, mặc dù lấy được chiến đấu thắng lợi, nhưng vẫn có 7 người đào tẩu, cũng không có toàn diệt. Nhưng điểm này cũng làm bọn họ ý chí sôi sục càng không ai bị nổi. Đến giữa trưa ngày thứ hai, bọn họ dừng lại chỉnh đốn mặc dù bước lên tiên đồ không cần ăn nhưng không ít người vẫn bảo lưu thói quen như vậy nhóm lửa nấu nướng lập tức có mùi thơm truyền ra nếu như bọn họ là đội ngũ yếu thế bọn họ tuyệt đối không dám làm như vậy không phải nói rõ vị trí của mình sao nhưng bây giờ thì khác có lục đỉnh như lang hàn tọa trấn còn gì phải sợ vừa vặn có thể dẫn dụ người khác tới quả nhiên có người phát hiện động tĩnh và chạy tới đây là thanh niên mặc quần áo đen khuôn mặt lạnh lùng hắn vác một thanh trường kiếm mà không thu vào pháp khí không gian hắn đi tới ánh mắt nhìn lên người lăng hàn hắn thản nhiên nhìn sang rất tốt người đều ở đây hắn gật đầu sau đó nở nụ cười hung tàn ha ha một mình ngươi cũng dám đến có người cười to chỉ vào thanh niên mặc áo đen này nói người trong đội ngũ của ngươi đâu chê bọn họ vướng bận xử lý toàn bộ thanh niên mặc áo đen từ tốn nói t mọi người hít vào khí lạnh ra hỏa này cũng quá hung ác phải biết, đánh bại đồng đội là không có điểm số, nếu không thật nhiều đội ngũ đã sớm nội loạn. Gia hỏa này tốt rồi, nguyên nhân ngại vướng bận, thế là đánh bại toàn bộ đồng đội. Hơn nữa, hắn nói hai chữ xử lý còn mang theo sát ý. Có thể tưởng tượng, nếu như không phải võ quán tranh tài, mà là tranh đoạt bí cảnh, có lẽ hắn sẽ hạ tử thủ. Lại nói, hắn có thể xử lý chín tên đồng đội, nói rõ cái gì. Nói rõ hắn rất mạnh, sừng sốt một chút, mới có người nói. Người cũng đã biết, chúng ta là đội ngũ gì không quan trọng ngược lại ta sẽ xử lý tất cả thanh niên mặc áo đen từ tốn nói chúng ta chính là thành bạch hà người kia nói nha thanh niên mặc áo đen gật đầu thì ra là đội ngũ có thực linh thể dựa vào nét mặt của hắn hắn không sợ chút nào t biết rõ trong bọn họ có lăng hàn vẫn còn không xem là việc to tát ra hỏa này hoặc là tên điên hoặc là thực lực rất mạnh mới có tự tin như vậy các ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết chưa thanh niên mặc áo đen yếu ớt nói, giọng nói lạnh buốt tận xương. Mọi người biết rất rõ ràng đây chỉ là tỉ thí, không cho phép xuất hiện tình huống người chết, thậm chí trọng thương cũng không được, nhưng thanh niên mặc áo đen nói câu này rất hấp dẫn thù hật, bọn họ cảm thấy thân thể rét run. Cạn bã, nhận lấy cái chết, thanh niên mặc áo đen giết tới, ầm một tiếng, kiếm trên lưng hắn ra khỏi vỏ và tỏa ra hàn quang vô tận. Mọi người không dám xúc phạm phong mang của hắn, bọn họ nhao nhao lui lại. Ha ha, Thanh niên mặc áo đen cười to, trường kiếm chém xuống, hàn ý đan vào nhau, từ đó mọi người cảm thấy huyết dịch như đông cứng. Ảnh hưởng này cực lớn, từ đó động tác của mọi người chậm lại, 10 thành chiến lực chỉ phát huy ra một hai thành. Đây là thể chất đặc biệt, tất cả mọi người kinh hô, khó trách người này có thể tận diệt đồng đội, hàn khí đáng sợ như vậy làm tốc độ mọi người chậm lại, muốn chạy cũng chạy không được. So sánh với nhau, loại thể chất này càng thêm đáng sợ, bởi vì đây là thể chất chuyên dùng chiến đấu, không giống thực linh thể, chỉ tăng tu vi lên nhanh. Một khi không có ưu thế về cảnh giới, thể chất của Lăng Hàn làm sao có thể ngăn cản. chương năm 1116, giả và thật, thanh niên mặc áo đen vô cùng cường thế. Hắn chẳng những nắm giữ thể chất đặc biệt, hơn nữa tu vi cũng không thấp, đạt đến cấp bậc ngũ đỉnh, có thể nói, trừ Lăng Hàn ra, không người nào bằng hắn. Có cảnh giới cao hơn, còn có thể chất đặc biệt, cho nên hắn chiếm hết thượng phong, hơn nữa còn là thượng phong tuyệt đối. Rất nhanh, đã có một người bị hắn chém bị thương, trên ngực lưu lại một đạo ngấn sâu, máu tươi bắn tung tóe ra ngoài. Đó là do thanh niên mặc áo đen hạ thủ lưu tình, bằng không một kiếm này đã chém người kia thành hai đoạn. Thanh niên mặc áo đen nhếch miệng cười một tiếng, một đám cặn bã, những người còn lại đều kinh hãi, lấy chín địch một còn không ngăn cản nổi ra hỏa này. Trương Hàn Quân còn không mau xuất thủ, có người nói với Lăng Hàn, vị này thể chất không phải chiến đấu nhưng dù thế nào cũng là lục đỉnh trên cảnh giới đã đẻ ép thanh niên kia một đầu. Làm Hàn vẻ mặt chính nghĩa lấm lấm, nói, lấy nhiều khi ít, đời ta khinh thường, ta khinh thường làm vậy. Mẹ nó, tám tên đồng đội nhìn hắn, tại sao lại có người cổ hủ như vậy chứ? A, à, đại chiến sinh tử, người cũng giảng thứ gọi là đạo nghĩa. Bành, thanh niên mặc áo đen đá một người bay đi, trực tiếp đánh gãy ba khối xương của đối phương. Hắn cường thế sát phạt, nếu như không hề cố kỵ xuất thủ, chiến quả của hắn còn lớn hơn, nhưng hắn bây giờ trong khi xuất thủ nhất định phải lưu lực, tự nhiên ảnh hưởng tới chiến lược của hắn. Dù là như thế, hiệu suất của hắn cũng cao đến kinh người, không cần mấy hiệp đã có thể giải quyết vài đối thủ. Theo nhân số tham gia càng ít, áp lực của thanh niên mặc áo đen cũng càng ngày càng nhỏ, thần sắc càng nhẹ nhóm. Tổng cộng chỉ mười mấy phút, hắn đã đánh bại hết chín người. Thanh niên mặc áo đen thu kiếm, sau đó nhìn về phía lăng hàn, thản nhiên nói. Người cho rằng, vừa rồi không có xuất thủ ta sẽ bỏ qua cho ngươi lang hàn nghiêm túc ngươi đang hoài nghi nhân phẩm của ta sao ha ha hiện tại có người ngốc như ngươi tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc công bằng gì chứ thanh niên mặc áo đen lắc đầu hắn vô cùng khinh thường đương nhiên là có ta là thanh niên chính nghĩa lang hàn cười nói phi chiến tên đồng bọn khinh thường sớm biết nên để lang hàn lên trước bọn họ cần gì chịu tội thanh niên mặc áo đen a à một tiếng hắn rút trường kiếm ra không quản ngươi ngốc thật hay ngốc giả nếu gặp được ta, người đừng đi nữa. Tới, Lăng Hàn ngoác ngoác ngón tay, thanh niên mặc áo đen lập tức cầm kiếm giết tới, xoát, hắn hóa thành hàn quang và như nhân kiếm hợp nhất, cho thấy thiên phú võ đạo cực cao. Lăng Hàn xuất một trường, hắn vừa di chuyển đã tránh được công kích của thanh niên mặc áo đen, một trường nắm chắc rất đúng dịp, vừa vặn đánh vào hông của thanh niên áo đen. Bang, chỉ thấy miếng vải đen nát bay như bướm, thanh niên mặc áo đen bị đánh bay ra ngoài, bên hông xuất hiện màu tuyết trắng, thì ra quần áo của hắn bị Lang Hàn đánh nát. Nếu như chỉ là luận bàn luận võ, thanh niên mặc áo đen sẽ nhận thua. Nhưng bây giờ cần đánh bại đối phương. Thanh niên mặc áo đen nhìn xuống, hắn cau mày nói: đánh giá thấp ngươi, dù sao cũng là lục đỉnh. Ông, hắn cầm trường kiếm, hàn khí sôi trào. Lang Hàn nói: thì ra ngươi không phải thể chất băng hệ gì đó, năng lực đặc thù đến từ thanh kiếm này. Đây là pháp khí. Cái gì? Những người bị hắn đánh bại sướng sờ, pháp khí, khốn kiếp mới chú đỉnh đã nắm giữ pháp khí. Người có vận khí nghịch thiên hay xuất thân hào môn, mới có thể sớm nắm giữ pháp khí như vậy. Bọn họ cũng không cam tâm, cho rằng mình thua oan, bởi vì đối phương có pháp khí. Thanh niên mặc áo đen kinh ngạc, không nghĩ tới nhãn lực của ngươi cũng không tệ. Lăng Hàn cười ha ha, thực lực của ta mạnh hơn, ngươi cũng không phải kẻ không thể chiến thắng. Thanh niên mặc áo đen biến sắc, sắc mặt của hắn khó coi, quần áo bên hông của hắn vỡ vụn là chứng cứ rõ ràng. Đây chẳng qua là ta lơ là sơ suất." Hắn hừ một tiếng, sau đó huy kiếm chém Lăng Hàn. Hiu hiu hiu, trên thân kiếm không ngừng biến ra hàn khí bay về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn căn bản không có xuất thủ, hắn chỉ tạo thành hộ thuẫn trước người là có thể xua tan hàn khí. Thanh niên mặc áo đen đã giết tới, một kiếm chém vào cổ Lăng Hàn. Nhìn hắn chơi liều như vậy, giống như thật muốn chém đầu Lăng Hàn xuống. Lăng Hàn di động, cũng không cần dùng thân pháp gì, hắn đã đi ra con đường của mình, một chiêu một thức mọi cử động là diệu chiêu phù hợp thiên địa đại đạo hắn tùy tiện tránh thoát một kiếm ngoan độc này và vỗ nhẹ một cái banh thanh niên mặc áo đen lại bị đánh bay ra ngoài vải rách tung bay bên hông của hắn mất đi một khối lớn cũng lộ toàn bộ phần eo ra ngoài hắn bị đánh không nặng nhưng sắc mặt thanh niên mặc áo đen lại khó coi với hắn mà nói đây là việc nhục nhã ngươi cố ý đúng không hắn hét lớn một tiếng sau đó hắn lại giết tới lần nữa lăng hàn lập lại chiêu cũ tùy tiện tránh né sau đó xuất trường. Bang, một trường đánh vào hông của thanh niên, nhưng thân thể thanh niên mặc áo đen giống như bùn nháo, bộ phận chịu công kích sụp xuống, từ đó thân thể của hắn giống như rơi vào trong tay của Lăng Hàn. A, à, ha ha, ngươi cho rằng, ta ăn hai lần thua thiệt sẽ còn chúng một chiêu này. Thanh niên mặc áo đen cười lạnh, tại bộ phận bị công kích xuất hiện nhiều sợi tơ cuốn lấy cổ tay của Lăng Hàn. Chết, hắn đâm kiếm vào ngực của Lăng Hàn, một kiếm này, hắn tránh đi trái tim của lăng hàn nhưng chỉ cần đâm chúng vậy khẳng định sẽ phán lăng hàn thua chín người khác trợn mắt há hốc mồm bọn họ cũng không ngờ rằng thanh niên mặc áo đen lại có thể làm thân thể thay đổi và ẩn chứa sợi tơ như thế hắn đúng là thể chất đặc thù không phải thân thể hàn băng mà là giống như bùn nhão có thể lẩn tránh tổn thương đồng thời định trụ đối thủ t chuyện này làm người ta không ngờ sau khi vạch trần hắn không phải người có thể chất đặc thù cũng không ai nghĩ tới kỳ thật ra hỏa này thật sự có thể chất đặc thù. Một kiếm này, Lăng Hàn ngăn cản như thế nào? Lăng Hàn mỉm cười, hắn trực tiếp xuất quyền. Bành, một quyền này cực kỳ chuẩn xác đánh vào trên thân kiếm, cũng tránh đi lưới kiếm sắc bén, lực lượng khổng lồ đánh thẳng vào thân kiếm. Đơn giản, thô bạo nhưng hữu hiệu, đây chính là chỗ tốt của lực lượng nghiền ép. Lăng Hàn cười một tiếng, cánh tay phải vẩy một cái, thân thể thanh niên mặc áo đen bị hắn hất văng ra xa. bang, bang, bành, bành, thanh niên mặc áo đen bay ra xa, qua vài giây sau hắn bất tỉnh, tứ chi mở ra, trong miệng sùi bọt mép. Trường 5117, Mạc Thái Bình, chiến đấu kết thúc, nhưng mọi người đều nhìn sang Lăng Hàn, ánh mắt bọn họ đầy ai oán. Không phải sao, người rõ ràng có thể tùy tiện đánh bại thanh niên mặc áo đen này, vì cái gì không sớm xuất thủ. Làm hại bọn họ bị đào thải, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, hắn không có tình nghĩa gì với đám người này, cần gì phải trợ giúp chứ. Lại nói, Thành đánh bại đối thủ sẽ ghi tạc lên đầu của hắn, cũng không phải điểm tích lũy của đội ngũ, chẳng lẽ còn muốn Lăng Hàn đánh đối phương gần chết, sau đó nhìn đám đồng đội đi lên nhặt tiện nghi. Đây chính là tranh tài, Lăng Hàn rời đi thật nhanh, cờ xí còn chưa xuất hiện, bằng không thì hắn chỉ cần lấy được chiến kỳ, hắn có thể chờ người khác đi tới tặng điểm. Hắn cũng không vội, hiện tại phần lớn người đều trốn tránh, chờ đợi cờ xí xuất hiện, đoạt cờ và chờ ba ngày. Đây là cơ hội giúp người thực lực không mạnh thắng được nguyên nhân cờ xí sẽ phát sáng đứng ở nơi nào cũng có thể nhìn thấy mục tiêu quá rõ ràng xuất hiện quá sớm sẽ dẫn tới hỗn loạn từ đó mục đích thi đấu không đạt được cho nên cờ xí sẽ xuất hiện vào sáng ngày thứ ba sẽ có thời gian nửa ngày để tranh đoạt lang hàn dạo bước đi khắp nơi hắn gặp người nào sẽ đánh kẻ đó không có gặp được xem như đi du sơn ngoạn thủy thời gian trôi qua rất nhanh hai ngày trôi qua cực nhanh mặt trời mọc ngày thứ ba cùng lúc đó chỉ thấy ánh sáng trói mắt bay lên trong dãy núi bay thẳng lên bầu trời cho dù ở góc núi rừng nào cũng có thể nhìn thấy lăng hàn cười một tiếng hắn lao về hướng đó hai ngày này hắn đánh bại người cũng không nhiều chỉ đánh bại tám tên còn không bằng tên thanh niên mặc áo đen kia nếu như lúc này tranh tài kết thúc như vậy mặc dù thanh niên mặc áo đen là bị lăng hàn đánh bại hắn vẫn có bài danh cao hơn lăng hàn nhưng đánh bại người nhiều ít cũng không sao người đạt được cờ xí sẽ thắng cho nên rất nhiều người chạy tới đoạt cờ. Đạt được cờ xí mới chắc chắn 10 phần, bằng không xuất hiện kẻ yếu ớt đánh bại nhiều kẻ yếu ớt thì sao? Hiu hiu hiu, bóng người chạy loạn trong núi rừng, cho dù người thực lực yếu cũng chạy tới. Nói không chừng, chờ người khác tranh lưỡng bại câu thương thì lấy được tiện nghi thì sao? Chỉ chốc lát, Lăng Hàn đã tới nơi phát ra ánh sáng, mà hắn cũng không phải người đầu tiên tới đây, đã có 7 người đang hỗn chiến, muốn tranh đoạt một cây cờ lớn, chiều dài hơn một trượng, mặt cờ đang bay phất phới. Lăng Hàn nhanh chân tiến lên, thời điểm hắn gia nhập chiến đoàn, đã thấy 7 người đang hỗn chiến liên thủ tấn công hắn. Một kích này đều nhịp, phối hợp vô cùng ăn ý. Lâm thời liên thủ, phối hợp không có khả năng tốt như vậy. Cho nên, 7 người này căn bản đang đánh giả, làm cho người ta sơ suất và trúng chiêu. Bị đánh đột một, hơn nữa còn là 7 đánh một, đều là thực lực chú đỉnh mặc dù người mạnh nhất cũng chỉ là tam đỉnh, nhưng tin tưởng lục đỉnh và thất đỉnh cũng trúng chiêu. 7 người này đồng thời vui mừng, đến bây giờ mới phản ứng kẻ này khẳng định sẽ trúng chiêu bành bảy đạo công kích đánh tới nụ cười của bọn họ biến mất người đâu giữa bảy người làm gì có hình bóng của lăng hàn các ngươi đang tìm ta sao giọng nói của lăng hàn vang lên ngươi bảy người đều sợ hãi lăng hàn thoát vây như thế nào bởi vì ta mạnh lăng hàn cười nói hắn triển khai công kích bành 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 cho dù chỉ phát huy lực lượng lục đỉnh nhưng ý thức chiến đấu của hắn là thánh cấp muốn bại mấy võ giả tam đỉnh còn không đơn giản hai ba chiêu mà thôi lăng hàn đánh bại toàn bộ đám người hắn bẻ bẻ cổ sau đó nhìn vào rừng cây bên trái còn nhìn tới khi nào một người thanh niên bước ra từ rừng cây thân thể thẳng tắp như trường thương trương hàn quân người trẻ tuổi này hỏi chính là ta lăng hàn gật gật đầu người trẻ tuổi nhếch miệng cười một tiếng ta là mạc thái bình mạc thái bình người có tu vi cao nhất lần thi đấu này lăng hàn không quan tâm với hắn mà nói, thì đấu này không có tính khiêu chiến. Hiện tại cờ xí trong tay ta, người đến cướp, Lăng Hàn rút cờ xí trên mặt đất lên, hắn xoay tròn trong tay một vòng tròn, sau đó dùng hai tay nắm lấy, hắn sử dụng như cây côn. Mạc Thái Bình nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, nếu như người còn chưa kiếm đủ điểm tích lũy, ta khuyên ngươi nên giao cờ xí ra, bằng không bị ta đánh bại, người không thể trở thành bốn kẻ đứng đầu. Lăng Hàn mỉm cười, a, à, người đoạt của ta sao? Mạc Thái Bình cao ngạo nói ở chỗ này không có người nào có thể đánh bại ta thật là tự tin nhưng hắn là thất đỉnh thế gian có bao nhiêu người có thể thu đến cấp độ này ta có một cái ngoại hiệu gọi là người sáng tạo kỳ thích lăng hàn nói ngươi không tin ta bị đánh khóc thì đứng trách ta ha 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 mạc thái bình cười to sau đó hắn nghiêm túc như vậy con đường thi đấu của ngươi tới đây là kết thúc xèo hắn lao tới tấn công lăng hàn thật nhanh không hổ là thất đỉnh lăng hàn không quan trọng cho dù thực lực gia hỏa này nghịch thiên, hắn cũng có thể gia tăng tu vi lên tương ứng, ngược lại là thực linh thể, cảnh giới gì không phải do hắn định đoạt. Hắn dùng cờ xí làm côn tấn công Mạc Thái Bình, côn là binh khí dài, một điểm dài một điểm mạnh, ngừng tụ lực lượng lục đỉnh đánh tới, tuyệt đối còn mạnh hơn ngọn núi lớn nện xuống. Uy lực binh khí bộc phát, cho dù là Mạc Thái Bình cũng không dám đón đỡ, hắn vội vàng thả người trốn tránh. Sau khi tránh thoát một kích, hắn muốn phản kích, nhưng Lăng Hàn lại cầm côn quét tới, mượn thế của côn, kinh lực và tốc độ tăng lên nhanh hơn. Mạc Thái Bình không thể phản kích, ngay cả tránh cũng không kịp. Nhưng mà, hắn đón đỡ một côn và tránh thoát ra xa. Ngoá, Mạc Thái Bình mắng một câu, hắn muốn phản kích nhưng lại phải tránh thoát. Liên tiếp mười mấy chiêu, hắn bị áp chế hoàn toàn, Lăng Hàn vận dụng cờ xí không chê vào đâu được, mỗi một côn đều có thể mượn côn thế gia tăng uy lực, cũng phát huy ưu thế binh khí dài và nặng. Nếu như hắn nghiền ép Lăng Hàn về mặt sức mạnh, như vậy, hắn hoàn toàn có thể chơi liều, nhưng vấn đề là, hắn chỉ cao hơn lang hàn một tiểu cảnh giới mà thôi. Hắn buồn bực suýt phát điên, nếu đối thủ cao hơn hắn một hai tiểu cảnh giới, hắn cũng không có biệt khuất như thế, hắn bị áp chế cũng tìm cơ hội thủ thắng, thậm chí trực tiếp áp chế đối thủ. T. Chẳng lẽ đối thủ này có thiên phú võ đạo còn trâu bò hơn hắn? Mạc Thái Bình vội vàng bỏ qua suy nghĩ này, chương năm 1118, không hối hận, cờ sĩ Quang Huy như thế trói mắt, nơi nào sẽ không nhìn thấy. Ở Lăng Hàn cùng Mạc Thái Bình lúc chiến đấu, lục tục ngo ngoe có người chạy tới, nhưng lại phát hiện song phương chiến đấu một là lục đỉnh, một là thất đỉnh, bọn họ cũng không dám tiến lên tham dự. Chiến lược tranh lệch quá xa, đi lên chính là tặng phẩm. Có điều cũng tốt, hai người mạnh nhất đấu lưỡng bại câu thương, khi đó có thể đào thải hai người. Các người nói, ai có thể thắng được? Có người hỏi, hẳn là Mạc Thái Bình. a à, hắn bây giờ không phải không có lực hoàn thủ hay sao? Người còn xem trọng hắn, dù sao cũng là thất đỉnh, cảnh giới bày ra đó. Hơn nữa, có thể xông lên thất đỉnh, có người nào không phải thiên tài trong thiên tài. Nhưng đối thủ của hắn cũng không yếu, hơn nữa, các ngươi nhìn hắn công kích chẳng khác gì sóng to gió lớn, liên nguyên bất tuyệt, thật là đáng sợ. Đúng, ta càng xem trọng trương hàn quân, hiện tại hắn chiếm thượng phong, có lẽ hắn sẽ tiếp tục giữ vững. Hắc hắc, không quản người nào thắng, chỉ cần lưỡng bại câu thương thì tốt. Nguyên nhân hai đối thủ mạnh nhất đánh nhau, những người này đều không động thủ, cả đám ôm tâm tình chờ đợi. Mạc Thái bình cảm giác chính mình sắp không chịu nổi. Theo ý nghĩ của hắn, Lăng Hàn chủ công sẽ tiêu hao bí lực nhiều hơn hắn, chỉ cần hắn có thể kiên trì đến lúc Lăng Hàn hao hết lực lượng, như vậy Lăng Hàn sẽ yếu đi rất nhiều. Đến lúc đó là thời điểm hắn phản kích, nhưng vấn đề là bí lực của Lăng Hàn vô tận, ngược lại hắn đã có cảm giác lực bất tòng tâm. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ đúng như Lăng Hàn nói, con đường của hắn sẽ đoạn việt nhưng cứ như vậy mà chạy trốn. Mặt mũi của hắn không xong, lúc trước hắn còn bảo Lăng Hàn chạy trốn, hiện tại người chạy trốn là chính hắn, hắn cảm thấy quá mức mất mặt, sau này thấy Lăng Hàn cũng phải che mặt bỏ chạy. Sau khi đánh vài chiêu, cuối cùng hắn đã quyết định rút lui. Thật mất mặt còn tốt hơn mất tiền đồ, lại nói, người chung quanh càng ngày càng nhiều, hiển nhiên đều đang tọa sơn quan hổ đấu, hắn cũng không muốn đấu lưỡng bại câu thương với Lăng Hàn rồi bị những người này chiếm tiện nghi. Bởi vậy, hắn xoay người rời đi. Mọi người sững sờ, sau đó lập tức có một nửa người đuổi theo, từ đó muốn xử lý đối thủ cạnh tranh, mà càng nhiều người nhìn chầm chầm vào lăng hàn. Người này cầm tới cờ xí, chỉ cần thừa dịp loạn cướp cờ xí, sau đó chạy loạn nơi núi rừng, cứ chạy như thế tới khi ba ngày trôi qua, khi đó bọn họ sẽ vượt qua vòng này. Lăng hàn cắm cờ xí trên mặt đất, hắn nhìn sang đám người và cười nói. Tới đi, rút tiếng, oanh, mọi người cùng xông thẳng về phía lăng hàn. Bang, 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 chỉ thấy bóng người bay tán loạn, căn bản không có một người nào là đối thủ của Lăng Hàn, những người tới gần đều bị một quyền đánh bay, sau đó nằm trên mặt đất, hoàn toàn mất đi chiến lực. Mọi người cùng công kích, Lăng Hàn di chuyển khoảng cách ngắn tránh thoát công kích của mọi người. Cái này, tất cả mọi người cảm thấy khóe miệng co giật, chiến lực mạnh mẽ như vậy, bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Có người thông minh vội vàng kéo dài khoảng cách công kích từ xa, nhưng công kích như vậy mất đi biến hóa, cho nên uy hiếp lên Lăng Hàn càng nhỏ có những người này nhắc nhở mọi người nhao nhao thả người lui lại không người nào dám xúc phạm phong mang của lăng hàn ha ha các người quá ngây thơ lăng hàn rút cờ xí hóa thành cây gậy hắn quét ngang mọi người lần này hắn càng kinh khủng bành 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 bóng người bay tán loạn bọn họ bay đầy trời như dơm dạ khốn kiếp đây là mãnh thú hình người những người còn lại không dám ôm chút ảo tưởng nào bọn họ vội vàng xoay người bỏ chạy không được không được gia hỏa này quá mạnh, muốn cướp cờ trong tay đối phương là việc không có khả năng. Chẳng bằng đi giết địch, hiện tại ít đi nhiều đối thủ cạnh tranh, nói không chừng sẽ có cơ hội tiến vào năm vị trí đầu. Lăng Hàn cũng không có truy kích, vừa rồi hắn đánh bại ít nhất 40 người, đoán chừng điểm tích lũy sẽ tăng lên thứ nhất trước ba khẳng định không vấn đề. Hơn nữa, hắn có cờ xí nơi tay, hắn đã khóa chặt một danh ngạch, cho nên hắn rất nhàn nhã. Dù sao, hắn có chiến lược thánh cấp, tranh với đám tiểu bằng hữu này có ý nghĩa sao? hắn ngồi đó, cắm cờ xí bên cạnh, dáng vẻ cực kỳ phách lối. Lần lượt còn có người tới, có quay đầu bỏ đi, có người tiến lên khiêu chiến, có tổ đội khiêu chiến, nhưng ai cũng bị Lăng Hàn đánh bại nhẹ nhõm. Thời điểm mặt trời xuống núi, thời gian thi đấu 3 ngày đã kết thúc. Rất nhanh, thống kê điểm số xuất hiện, Lăng Hàn đứng thứ nhất, lại thêm đoạt được chiến kỳ, thứ nhất của hắn càng có phân lượng. Tên thứ hai chính là Mạc Thái Bình, dù sao tu vi đứng đầu của hắn đủ cao. Lần này, Bốn người đứng đầu đều đạt được ban thưởng, nhưng ban thưởng đều là giống nhau, chính là tiến vào tiểu chúng sinh chỉ tu luyện 5 ngày. Việc này càng không phải cho Lăng Hàn cái cớ tăng cấp hợp lý hay sao? Bởi vì tiến vào Phật tháp là chuyện cực kỳ thần thánh, đám người Lăng Hàn trước tiên tắm rửa trai giới 3 ngày, sau đó mới được đi tới Phật tháp. Bọn họ được tăng lữ mang theo đi tới tầng dưới cùng của Phật tháp, giống như thành Bạch Hà, chúng sinh chỉ tọa lạc ở nơi đó. Tăng nhân dẫn đường rời đi, đám người lăng hàn tiến vào bên trong chúng sinh trì bắt đầu tu luyện nhưng lăng hàn cũng không có tiến mà là đứng ở bên ngoài a à, vì sao trương huynh không vào có người hỏi bọn họ đều là người trổ hết tài năng cho nên có thể lưu lại võ quán thành thiên dụ tu luyện có thể nói đã một bước lên trời sau này bọn họ đều thành sư huynh đệ tự nhiên cũng muốn rút ngắn quan hệ đúng vậy trương huynh còn khách khí với chúng ta sao người thứ hai cười nói ha ha trương huynh nhất định cảm thấy tu vi vượt qua ta quá nhiều cho nên muốn nhường chúng ta đó mà người thứ ba nói lang hàn cười nói các ngươi không biết ta chính là thực linh thể sao trương huynh chúng ta biết rõ ngươi là thực linh thể nhưng ngươi đừng nói ngươi vừa tiến vào sẽ hút khô năng lượng tinh hoa người thứ hai nói hắn còn tưởng rằng chính mình nói rất khôi hài nói xong còn cười phá lên làm sao có thể chứ mặc dù trương huynh là thực linh thể nhưng năng lượng tinh hoa nơi này kinh người cỡ nào Trương Huynh, nên xuống đây đi. Người thứ nhất nói, đúng, tranh thủ thời gian xuống đi. Người thứ ba cũng gật gật đầu. Lăng Hàn nhìn ba người, hắn lại nhìn sang Mạc Thái Bình. Các người xác định sao? Đương nhiên, ba người kia đều rất nhiệt tình. Cho dù là Mạc Thái Bình cũng gật đầu, cũng không phải chúng sinh trì của mình. Tại sao không bán nhân tình chứ? Thật không hối hận, Lăng Hàn lại hỏi một câu. Trương Huynh không nên đùa giỡn. Đám người đều cảm thấy Lăng Hàn hơi quá rồi. Người nào không biết ngươi là thực linh thể, cần gì khoe khoang chứ. Được, Lăng Hàn gật đầu, hắn cất bước đi vào trong hồ. Trường 5119, khóc chết. Sau khi Lăng Hàn bước vào trong, toàn bộ chúng sinh chỉ lập tức sôi trào. Tình huống gì, đám người mặc Thái Bình đều ngẩn ngơ, trong lòng sinh ra linh cảm không lành. Chẳng lẽ đúng như lời Lăng Hàn nói, ý nghĩ này vừa xuất hiện, bọn họ liền phát hiện toàn bộ năng lượng trong hồ rót vào trong người Lăng Hàn. Tốc độ hấp thu điên cuồng như thế, đám người mặc Thái Bình không được chia một chút xíu năng lượng cho dù ngẫu nhiên tiến vào cơ thể cũng sẽ bị lực hút kéo ra ngoài mẹ nó trương huynh dừng bước đám người kêu lên bọn họ có cảm giác như bị lửa đốt mông nếu có lăng hàn ở đây bọn họ không thể hấp thu bất cứ năng lượng tinh hoa gì bọn họ làm sao không gấp năng lượng chúng sinh chỉ chính là phần thưởng của bọn họ bây giờ lại bị lăng hàn hấp thu toàn bộ bọn họ không vớt được chút nào có ai không vội làm gì lúc này lăng hàn giống như biến thành đồ ngốc hắn vừa tiếp tục vừa hỏi đám người trương huynh người hấp thụ năng lượng quá mạnh bốn người này sắp khóc a à, không phải các ngươi nói không có quan hệ sao lang hàn cười nói chúng ta sai rồi đám người này vội vàng nói ầm ầm nhưng vào lúc này một tiếng nổ mạnh vang lên thân tháp run rẩy kịch liệt mắt trần có thể thấy hồ nước đang giảm xuống rất nhanh hiu 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 đám tăng lữ xuất hiện xảy ra chuyện gì tại sao có động tĩnh lớn như vậy trời ạ à, tại sao chúng sinh chỉ tiêu hao lợi hại như vậy đám tăng lữ đều kinh hãi bọn họ nhanh chóng bắt đám người lăng hàn ra ngoài oanh đúng lúc này khí thức của lăng hàn phun trào hắn bắt đầu biểu diễn sinh đan cảnh phốc, đám người mặc thái bình sắp thổ huyết mẹ nó bọn họ không mò được chỗ tốt nào lăng hàn lại đột phá một đại cảnh giới bọn họ làm sao chịu nổi thực linh thể đám tăng lữ cũng phản ứng lại bỗng nhiên ý thức được lần này bọn họ cho một tên thực linh thể đi vào có ai nghĩ tới thực linh thể khủng bố như vậy trên thực tế Lăng Hàn cũng không biết thực linh thể là như thế nào, ngược lại hắn cảm thấy nên hấp thụ nhiều năng lượng một chút, không thì trực tiếp bước lên một đại cảnh giới, bằng không chẳng phải không nói nổi. Lúc này, Lăng Hàn bị đuổi ra khỏi Phật Tháp, đám người Mạc Thái Bình cũng đi ra ngoài, Lăng Hàn tai họa đến bọn họ, cho nên bọn họ cũng theo Lăng Hàn ra ngoài. Trương Huynh, đám người khóc không ra nước mắt, nhưng bọn họ liều mạng với Lăng Hàn sao? Chú Đỉnh đánh sinh đan, không phải muốn chết sao? Lại nói, Lăng Hàn còn có thể tiếp tục dễ dàng bước lên chân ngã cảnh, thẳng đến chân ngã đỉnh phong mới dừng lại. Nói cách khác, bọn họ sẽ bị Lăng Hàn bỏ lại đằng sau một đoạn thời gian rất dài. Cho nên, liều mạng như thế nào? Lăng Hàn chỉ cười cười, hắn đã xác nhận qua nhiều lần, các người nhất định muốn hắn xuống, hắn có biện pháp nào? Trở lại võ quán, đám người Mạc Thái Bình đều cắm đầu đi ngủ, hiện tại hoàn toàn không có tinh thần, làm chuyện gì cũng không được. Hai ngày sau đó, bọn họ tổ đội với năm học viên uy tín lâu năm của võ quán thành thiên dụ đi tới ngự hải vương đô. Phật thổ có 10 vương đô, ngự hải vương đô chính là một trong số đó. Năm người của võ quán đều có tu vi sinh đan cảnh, thần sắc đều rất kiêu căng, nhưng khi đối mặt lăng hàn, bọn họ lịa cảm thấy xấu hổ. Nguyên nhân tất cả mọi người đều là sinh đan cảnh, cho dù có tiểu cảnh giới khác biệt nhưng cũng ngồi ngang hàng. Vấn đề là, lăng hàn cách đây không lâu tiến vào thành thị ất cấp, mà bọn họ thì sao? bọn họ ở thành thị giáp cấp chờ đợi rất lâu. Khi bọn họ biết được hơn một tháng trước Lăng Hàn chỉ là thông mạch cảnh nho nhỏ, mỗi người đều chấn kinh đến mức thất điên bát đảo, càng thêm không có lực lượng khi ở trước mặt Lăng Hàn. Nguyên nhân có khả năng mấy ngày nữa, Lăng Hàn sẽ vượt qua cảnh giới của bọn họ. Bọn họ xem thường Lăng Hàn, cho rằng Lăng Hàn hoàn toàn dựa vào thể chất mà thôi, nhưng cùng lúc đó, trong lòng của bọn họ mang e ngại, nguyên nhân Lăng Hàn tùy thời có thể vượt qua cảnh giới của bọn họ. Đẳng cấp cảnh giới võ đạo xâm nghiêm, sinh đan cảnh gặp gỡ chân ngã cảnh là phải cung kính. Cho nên, những người này muốn cách xa Lăng Hàn một chút. Lăng Hàn sẽ không để ý, hắn chỉ gấp rút lên đường. Sau khi đi suốt 24 ngày, đám người Lăng Hàn đã đi tới Vương Đô. Ngự hải Vương Đô còn to hơn gấp mấy lần thành thị giáp cấp, dù sao cũng thống trị hơn vạn tòa thành bình thường, nếu khí thế không đủ cường đại thì làm sao xác định thân phận Vương Đô. Kẻ thống trị nơi này là Ngự hải Vương, chính là hậu duệ của tướng tài theo A Hàm Phật chinh chiến thiên hạ, cũng là lực lượng hạch tâm của Phật tộc. Nghe nói, Ngự Hải Vương chính là một vị tôn giả cao dai. Tiến vào vương đô, tất cả mọi người đều cảm thán không thôi. Nơi này có mấy người lần đầu tiên đi vào vương đô, tự nhiên bị cảnh tượng tráng lệ to lớn của vương đô chấn nhiếp, những học viên cũ xem thường, đúng là một đám nhà quê. Lại tới võ quán ở nơi này, bọn họ đưa ra thân phận, sau đó được giàn xếp ở lại. Lăng Hàn tươi cười, khi ở thành thị bình thường, thành thị ất cấp, thành thị giáp cấp, lại đến vương đô thân phận của hắn bị không ngừng tẩy trắng hiện tại còn có người đi cha hắn sao nếu không nếu hắn ngụy trang thành một thiên tài khác vừa xuất hiện đã có tu vi hóa linh cảnh hay tiểu thừa cảnh chắc là sẽ bị người ta tra xét kỹ càng hiện tại thân phận giả của hắn không quá ổn định người bố trí có khả năng bại lộ ân nhất định sẽ không sụp đổ lang hàn nói thầm trong lòng vương đô nhiều cường giả người đi lại trên đường không phú thì quý tất cả mọi người đều rất khiêm tốn vạn nhất trêu chọc phải, nói không chừng sẽ mang tới tai họa ngập đầu. Cần phải khiêm tốn một chút, vạn nhất có thể tiến thêm một bước, được thu vào tịnh địa, khi đó mới là một bước lên trời. Lại nói, bên trong võ quán nơi này có không ít học viên chân ngã cảnh, chỉ võ giả cấp bậc này cũng không phải bọn họ có thể trêu chọc nữa. Dưới ngự hải vương đô có tổng cộng 82 thành thị giáp cấp, nói cách khác, sẽ có 82 chi đội ngũ sẽ chạy đến vương đô tới tham gia tấn giai chiến vòng thứ hai mấy ngày nay không ngừng có đội ngũ chạy tới, người trẻ tuổi nha, khẳng định sẽ ngồi không yên, có ít người liền xông lên cửa, cũng nghe ngóng cao thủ nào lợi hại trong thành thị. Nguyên nhân đi tới cấp bậc này, đội ngũ tạo thành đều ăn ý với nhau, bốn tên tuyển thủ chú đỉnh cảnh trổ hết tài năng đi tới một bước này, lại thêm võ quán thành thị giáp cấp đều lựa chọn sinh đan cảnh. Trong học viên mới xuất hiện một tên thiên tài tên là Già Thái Long. Nghe nói người này sinh ra tuổi căn, đã bị tịnh địa nhìn chúng, lần tranh tài này kết thúc sẽ bị hấp thu vào trong, Hắn vẫn chưa tới 50 tuổi nhưng đã là sinh đan cảnh, thiên phú của hắn cực kỳ kinh người. Điều này làm mọi người rung động, mặc dù tư chất cỡ này không thể so sánh với Phật tử nhưng được Tịnh Địa nhìn chúng thì nơi này không tệ. Còn có một tên gia hỏa tên là Trương Hàn Quân, chính là thượng cổ thực linh thể, tăng tu vi lên dễ dàng như uống nước. Phi, hắn đột phá chân ngã cảnh quá nhanh, sau này còn không phải sẽ bị đánh về nguyên hình. Cũng đúng, thế là Lăng Hàn không được mọi người xem trọng.